Ngày xưa, khi loài người mới được hình thành, trần gian chưa được sắp xếp ổn định. Các vị thần xuân, hạ, thu, đông không thể quản hết, nên cùng lên thiên đình tâu với Ngọc Hoàng. Thưa Ngọc Hoàng, trần gian bây giờ không ổn định được trật tự. Chúng thần dù đã cố gắng hết sức, nhưng mà vẫn không thể lo ổn thỏa mọi việc. Chuyện cụ thể là như thế nào? Các thần hãy mau nói cho ta nghe. Bẩm Ngọc Hoàng, con người dưới trần gian không phân biệt được thời gian, nên thường xuyên nhầm lẫn giữa các mùa. Từ đó, họ gieo trồng sai thời điểm, mùa màng thất bát. Và khi đến phiên trực của thần, con người lạnh và đói, nhưng không có đủ lương thực để chống chọi qua mùa đông khắc nghiệt. Họ còn nhầm lẫn về tuổi tác, nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi cọ nhau, đến khi không ai chịu ai. Nhiều khi xảy ra chiến tranh, cuộc sống con người rơi vào lầm than. Vậy các thần có giải pháp gì không? Thưa Ngọc Hoàng, hay là người tạo thêm vài mùa, nhân gian sẽ dễ bề nhận biết thời gian hơn? Không được. Nếu có quá nhiều mùa, việc thay đổi thời tiết khí hậu liên tục trong thời gian ngắn sẽ khiến cho con người càng khó thích nghi hơn. Thưa Ngọc Hoàng, mỗi năm dưới trần có 12 tháng. Hay là người hãy chọn ra 12 con vật để cai quản các tháng trong năm. Như thế vừa giúp loài người phân chia thời gian, vừa xác định được tuổi tác của họ. Đề nghị này rất hợp lý. Nhưng thế gian nhiều loài vật như vậy, ta nên chọn loài nào đây? Thưa Ngọc Hoàng, thần có đề nghị này, người hãy nhìn xem. Đúng rồi, rồng vàng quả là loài vật xứng đáng nhất. Hãy mau triệu tập rồng vàng lên thiên đình cho ta. Rồng vàng nghe lệnh, xét thấy người là loài vật trí dũng song toàn, có phẩm chất tốt, nên ta sẽ cho người đứng vào hàng ngũ 12 con giáp, cai quản một tháng trong năm ở trần gian. Tạ ơn Ngọc Hoàng đã tin tưởng. Ngoài ra, ta giao cho ngươi nhiệm vụ phải nhanh chóng xuống trần, tìm đủ các con vật còn lại để mùa xuân năm sau lên thiên đình nhậm chức. Nếu như ngươi làm tốt, ta sẽ cho ngươi đứng đầu 12 con giáp. Còn nếu như không hoàn thành nhiệm vụ, thì ngươi sẽ bị xử tội theo luật nhà trời. Ngươi đã hiểu rõ chưa? Dạ, thần đã hiểu. Thần nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Được, hãy trao những tấm thiệp mời này đến những con vật xứng đáng. Và tấm thiệp sẽ chỉ đường cho các con vật tìm đến cổng trời. Tạ ơn Ngọc Hoàng. Ta sắp trở thành thủ lĩnh của muôn loài rồi. Mình biết phải mời ai tiếp theo rồi. Rắn ơi, em có nhà không? Rắn ơi, anh có tin này muốn cho em hay. Anh đến đây không có ác ý, em hãy mau ra gặp anh đi. Không có ác ý? Vậy do ai mà tôi ra nông nổi này? Chúc mừng chủ nhân. Chít chít. Làm tốt lắm. Cuối cùng thì hôm nay tao có thể báo thù rồi. Là do ngươi tự dẫn xác tới nha rồng vàng. Chủ nhân, thì ra đây là kẻ thù không đội trời chung mà chủ nhân hay nhắc đến hả? Chít chít. Đúng vậy, ta sẽ không bao giờ quên chuyện hắn đã từng đối xử tệ bạc với ta. Lũ người tham lam. Sao bỗng nhiên mưa to vậy nè? Mau vào bờ thôi bà con ơi. Mau lên, mau lên. Ủa quái vật, ủa quái vật màu đen bay trên trời kìa bà con. Giết nó, giết nó, đẻ lên. Giết nó, giết nó. Các người dám gọi ta là quái vật? Được, thì hôm nay quái vật này sẽ trừng trị loài người các ngươi. Đen. Ai chào anh? Tại sao em lại đánh phá loài người? Anh không thấy hay sao? Con cản em. Lũ người tham lam đánh bắt họ hàng thủy tộc chúng ta cả ngày lẫn đêm, giết hại cá tôm. Em phải dạy cho con người một bài học. Trời đất phân chia vai trò mỗi loài mỗi khác. Những người đó có sai vì đánh bắt dư thừa, nhưng em cũng không được lạm quyền giết họ.
Nếu chẳng may Ngọc Hoàng biết chuyện, nhất định sẽ giáng tội em đó. Em không sợ, em thấy con người không xứng để cai quản trần gian. Loài rồng mạnh mẽ còn hơn loài người. Thì ra là em tự thấy mình tài giỏi hơn loài người. Nhưng mỗi loài đều có sứ mệnh riêng đã được đất trời sắp đặt. Em không nên so sánh như thế. Trọng đế, em đi đâu đó? Lũ người đáng ghét. Các ngươi có tài cán gì mà đòi cai quản chốn nhân gian? Nước biển đang dâng cao, mọi người mau di chuyển lên vùng cao. Nhanh lên đi. Các ngươi chạy không thoát đâu. Em có ngưng không? Tại sao em vẫn không nghe lời anh nói? Anh là đồ hèn nhát. Nếu anh sợ không dám xoán ngôi của loài người thì hãy để em ra tay. Đừng cản em. Nhưng nào anh còn sống, anh sẽ không để em làm hại con người đâu. Lý tưởng khác nhau. Vậy thì nay chúng ta cắt đứt tình anh em. Ra tay đi. Em, vậy em đừng trách anh. Anh sẽ thả em ra nếu như em chịu ăn năn hối lỗi và đừng làm hại đến loài người nữa. Em hứa. Em Trần Giang phải cho rồng đen này cai quản là anh đã ép tôi. Thần kính chào Ngọc Hoàng. Rồng đen, người dám làm hại con người, mưu đồ đảo lộn trật tự trần gian, tội của người thật đáng chết. Thưa Ngọc Hoàng, rồng đen còn nhỏ nên suy nghĩ nông cạn, cầu xin người rộng lượng miễn tội chết cho em ấy, để em ấy có thể ăn năn hối cải. Được rồi, nể tình ngươi có công ngăn cản rồng đen làm hại nhân gian, ta sẽ tha tội chết cho rồng đen. Tạ ơn Ngọc Hoàng. Tội chết có thể tha, nhưng ta sẽ tước đi sức mạnh của loài rồng, để hắn trở thành loài rắn không chân, mãi mãi chỉ có thể bò trường mà thôi. Không, không. Từ ngày đó ta đã thề nhất định sẽ trả mối thù này. Cuối cùng thì ngày này cũng tới. Ngươi chuột sống lên. Em cũng biết khả năng của em bây giờ không thể nào đấu lại anh. Sao em không nghe anh nói lý do anh đến tìm em? Nói xong anh sẽ đi ngay. Chủ nhân, hay là chúng ta nghe hắn nói xem sao? Được, người nói đi. Hôm nay người tới đây có chuyện gì? Ngọc Hoàng giao cho anh trọng trách tìm 12 con giáp, chia nhau cai quản 12 tháng trong năm ở Trần gian. Mùa xuân tới sẽ lên thiên đình nhận chức. Anh đã chọn em nên mang thiệp mời đầu tiên của Ngọc Hoàng đến cho em. Có nó, em có thể dễ dàng đi qua cổng trời. Thật vậy à? Làm sao tao biết ngươi không gạt ta? Ngươi có dám nhìn thẳng vào mắt ta không? Từng lời anh nói đều là thật. Không tin thì em cứ cầm lấy tấm thiệp. Quan hô chủ nhân, chủ nhân đã thôi miên được con rồng ngốc này rồi. Ta đã dặn ngươi bao nhiêu lần rồi, khi ta đang thôi miên thì phải câm miệng lại, lần sau thì đừng có trách. Dạ, thuộc hạ xin lỗi chủ nhân. Xin lỗi chủ nhân. Đúng là thiệp mời của Ngọc Hoàng. Nếu có thể đứng đầu 12 con giáp, vậy thì tất cả loài vật phải tôn ta làm thủ lĩnh rồi. Rồng vàng, ta hỏi ngươi, vậy những tấm thiệp mời còn lại đâu? Lấy ra cho ta coi. Các tấm thiệp ở đây. Thời của ta đến rồi. Chúc mừng chủ nhân. Nhưng liệu thuộc hạ có thể dự hội trên thiên đình với người được không? Loài chuột yếu ớt như ngươi mà cũng đòi trèo cao à? Thiệt là nực cười. Chủ nhân, thuộc hạ không dám nữa ạ. Xin tha cho thuộc hạ. Xem ngươi kìa, cái đồ chuột chết nhát. Chỉ có dòng họ nhà rắn của ta mới xứng đáng đứng trong hàng ngũ 12 con giáp thôi. Rõ chưa? Dạ, dạ. Mình nhất định phải có tấm thiệp dự hội nhà trời. Con chuột kia, ngươi làm gì vậy? Có tin ta cắn chết ngươi không?
Trọng Giang, anh tỉnh dậy đi. Ngươi không thoát khỏi ta đâu. Làm sao đây? Chuyện gì thế này? Anh Trọng Giang, anh bị rắn thôi miên nên mất ý thức. Hắn còn tính cướp những tấm thiệp và hại chết anh. Chạy mau lên. Nguy rồi, nọc trắng lan rất nhanh, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Anh phải trốn đi thôi. Anh Trọng, nhanh lên, lối này. Người đã trúng nọc rắn của ta rồi, không chạy thoát đâu. Tình phản bội, các ngươi sẽ trả giá. Cảm ơn cậu chuột. Chúng ta nhanh đi thôi, khúc cây này không ngăn cản được rắn lâu đâu. Anh đang bị trọng thương nên lánh đi thì hơn. Tôi sẽ cố gắng bay khỏi đây. Cậu giúp tôi thế này, e rằng rắn sẽ không tha cho cậu đâu. Cậu bám lên lưng tôi đi, mau. Độc rắn cực kỳ nguy hiểm, cũng may tôi biết cách chữa trị. Anh Rồng ở đây nghỉ ngơi, đợi tôi chút. Anh Rồng, anh đỡ hơn chưa? Cảm ơn cậu chuột, tôi thấy đỡ nhiều rồi, cũng may nhờ cậu cứu mạng. Anh không sao là tốt rồi. Nhưng vì sao cậu lại giúp tôi? Chẳng giấu gì anh, trước nay rắn luôn ỷ mạnh hiếp đáp loài chuột nhỏ bé chúng tôi. Để sống yên ổn, tôi đành chấp nhận trở thành thuộc hạ của hắn. Dù giúp rắn không ít việc, nhưng chưa bao giờ hắn ta đối xử tử tế với tôi cả. Tôi không ngờ rắn lại sống tệ bạc như thế. Cậu tuy nhỏ bé nhưng lại hiểu biết, thông minh hơn rắn rất nhiều. À đúng rồi, để cảm ơn anh cứu mạng, tôi xin mời anh mùa xuân tới lên thiên đình để thành một trong 12 con giáp, cùng nhau cai quản nhân gian. Ôi, tôi không nằm mơ chứ. À, không đâu, cậu xứng đáng mà. Cảm ơn anh Rồng, nhất định tôi sẽ có mặt đúng hẹn. Loài nhỏ bé như mình, làm cách nào để đấu lại những con vật khác đây? Hay là mình theo Rồng Vàng? Mình phải tranh thủ đi tìm các con vật khác thôi. Bây giờ anh tính đi đâu? Vết thương của anh còn chưa lành hẳn mà. Tôi cũng đỡ nhiều rồi, bây giờ tôi phải đi tìm các con vật còn lại, kẻo không kịp. Gặp lại sau nhé. Ê khoan, anh Rồng ơi, tôi thông thuộc tất cả ngõ ngách trong khu rừng này. Hay là để tôi cùng đi tìm các con vật còn lại với anh? Nếu được vậy thì tốt quá, mình đi thôi. La 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 la, ta là ngựa, không ai chạy nhanh bằng ta. La 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 la, la 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 la. Ngựa ngoan, gặp ta là sợ hãi vội quỳ gối rồi. Tốt lắm, tốt lắm. Ai sợ ông chứ? Là do ông hù tôi mà thôi. Muôn loài đều sợ ta cả. Ta chính là chúa tể đường xanh. Chúa tể à? Vậy ông có chạy nhanh hơn tôi không mà đòi làm chúa tể? Ngươi nghĩ ngươi chạy nhanh hơn ta sao? Tất nhiên. Ông không thấy chân tôi dài và khỏe thế này à? Vậy chúng ta hãy cùng thi chạy đến vách núi. Nếu ngươi thắng, ta sẽ cho ngươi làm chúa tể khu rừng này. Nếu ngươi thua, ngươi sẽ bị ta ăn thịt. Đồng ý không? Được, tôi sợ gì ông chứ. Cái chức chúa tể này nhất định sẽ thuộc về tôi. Để rồi xem. Ngươi sẵn sàng chưa? Tôi lúc nào cũng sẵn sàng. Được, vậy ai đến vách núi trước thì sẽ chiến thắng. 1, 2, 3, xuất phát. Vách núi kia rồi, mình sắp về đích rồi. Ôi, là bùng lúng. Nguy rồi. Sao vậy? Chân người khỏe đó mà, sao bây giờ không nhấc khỏi bùng lầy được ha? Thấy ông chạy chậm quá nên cố tình dừng lại thôi. Được, vậy ta không cách sao. Hẹn gặp ở vách núi.
Không xong rồi, mình mà không thoát khỏi đây là thua cọp mất. Cứu với, có ai không? Có ai không? Ồ, cháu ngựa, cháu làm sao vậy? Bác Trâu ơi, bác giúp cháu với. Cháu bị kẹt ở vũng bùn này, không ra được. Tôi có cách. 1, 2, 3, lên nào. Cố lên, chút nữa thôi. 1, 2, 3, lên. Ôi, mày có bác Trâu và Thỏ giúp đỡ. Cũng may là có Thỏ nhanh trí, kịp thời lấy cành cây làm dây để kéo cháu ra. Mà cháu đang đi đâu vậy? Cháu đang chạy đua với cọp đến vách núi thì bị sa vào bùn lầy này. Ê, cháu phải đuổi theo cọp đây. Tạm biệt bác Trâu, tạm biệt Thỏ. Thế nào, ngươi đã chấp nhận thua chưa? Đồ ngựa non háo đá. Nếu không vì sa vào bùn lầy thì tôi có thể đã thắng. Đừng nói nhiều, thua đã thua. Ngươi phải trở thành bữa tối của ta. Xin tha mạng, cứu với, cứu tôi với. Ngươi kêu nữa đi, sẽ không ai cứu được ngươi đâu. Có ai không? Cứu tôi với. Dưới vách núi có ai đang kêu cứu? Mình tới đó xem nào chuột. Ngựa đang gặp nguy hiểm, chúng ta đến cứu ngựa nào. Kìa anh Đồng, vết thương do rắn cắn của anh còn chưa khỏi hẳn, e rằng không phải đối thủ của cọp. Với lại, khu rừng cũng có luật lệ riêng của nó. Hay là mình cứ ở vách núi quan sát, xem tình hình thế nào. Xin ông tha cho tôi lần này. Tôi hứa từ nay sẽ không đòi làm chúa tể sơn lâm nữa. Muốn rồi, ta chạy cách đoạn đường dài cũng hơi đói bụng rồi. Anh cọp ơi, tôi bảo này, ngựa thì có bao nhiêu thịt đâu, sao anh không bắt con vật còn to hơn anh mà ăn, hỏng sướng hơn sao? Lão, trong khu rừng này có ai to lớn hơn ta chứ? Vậy mà tôi vừa gặp nó đây nè, nó cao lớn hơn anh, khỏe hơn anh, nó còn nói. Nó nói cái gì? Nói mau. Nó còn nói, hễ gặp anh cọp ở đâu thì nó sẽ ăn thịt anh ở đó. Vì vậy nên tôi mới tìm đến anh để dặn anh phải cẩn thận nè. Dẫn ta đến gặp nó mau, ta nhất định sẽ ăn thịt đó. Vậy sáng mai tôi sẽ dẫn nó đến đây, nhưng đổi lại anh không được ăn thịt bạn ngựa nữa. Được, nhưng nhớ, nếu ngươi lừa ta thì cả hai ngươi đều phải làm mồi cho ta, hiểu chưa? Tôi có gan trời cũng không dám lừa anh nữa. Vậy hẹn anh sáng ngày mai. Chị ngựa không sao chứ? Tôi không sao, cũng do tôi tự cao, ý mình có chân dài khỏe mà không quan sát kỹ đường chạy, vậy nên mới thua cọp. Thôi, chị đừng có tự trách mình nữa, tôi đã có cách giúp chị. Cảm ơn cậu Thỏ, nhưng có thật là có con vật to lớn, khỏe mạnh hơn cả cọp không? Cái gì? Không được đâu, cọp nhất định sẽ không tha cho cả tôi và cậu. Chúng ta phải tìm chỗ trốn thôi. Không việc gì phải trốn, chị ngựa đừng quá lo. Chỉ cần có niềm tin, chúng ta sẽ thành công. Nhưng chúng ta cần thêm sự giúp đỡ. Chị cứ yên tâm đợi tôi ở đây. Tôi sống nhiều năm trong khu rừng, chưa bao giờ nghe có con vật như thế. Kỳ lạ thật. Vậy chúng ta cứ đợi, xem hình dáng con vật đó ra sao, coi như tôi cũng được mở mang tầm mắt. Bác đã nghe Thỏ kể lại rồi, mọi người đến đây để giúp cháu đó. Ngựa đừng lo, có mọi người hợp sức lại nhất định sẽ cứu được em. Nhưng nếu hợp sức lại, liệu chúng ta có đánh thắng cọp không? Mình không dùng sức mà sẽ dùng mưu. Bây giờ chị cứ nằm xuống, chỏng bốn chân lên trời, mắt nhắm nghiền, giả bộ như đã chết. Ai làm gì cũng không được cử động. Mọi chuyện còn lại cứ để tôi và mọi người lo. Hình như là cọp đang đến, mọi người nhanh chóng vào vị trí. Có bác ở đây, cháu sẽ không sao đâu dê. Hãy mạnh mẽ lên cậu bé. Dạ, cháu cảm ơn bác Trâu. Được rồi, mọi người nhớ hãy thật bình tĩnh và làm theo kế hoạch. Chị ngựa ơi,
chết trên thế này thật oan uổng quá. Chuyện gì vậy? Ngươi bị làm sao? Anh cọp đến rồi à? Sao anh không đến sớm một chút? Chị ngựa bị con vật to lớn kia hại chết rồi. Nó đã làm gì ngựa? Khi nãy nó chỉ búng tay một cái là ngựa đã lăn đùng ra chết rồi nè. Ôi, chị ngựa thật tội nghiệp à. Ngươi nói cái gì? Nó búng tay là ngựa như vậy luôn hả? Đúng vậy, chưa hết đâu. Nó lớn đến mức chỉ cần bước đi là cái cối đổ rạp, mặt đất rung chuyển dữ dội. Nó đó, nó cũng bị tối đó anh cọp. Gì? Gì vậy nè? Con cọp kia, tao đập lại cho ta. Tao đói bụng rồi. Thôi, cọp ở lại đấu với nó nha. Tôi chạy trước đây, tôi không muốn thiệt mạng giống ngựa đâu. Cũng may mình nhanh chân chạy thoát. Tại sao trong khu rừng có con vật to lớn như vậy mà trước giờ mình không biết ta? Chúng ta làm được rồi. Bác đã nói rồi mà, cháu làm tốt lắm. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Cũng may Thỏ nhanh trí, nghĩ ra mưu này mới lừa được cọp đó. Là nhờ mọi người cùng nhau hiệp lực, chúng ta mới làm cọp sợ đến bỏ chạy. Nhưng nếu cọp biết mình bị lừa thì sao đây? Tốt nhất là mọi người thấy cọp ở đâu thì nên tránh đi, không nên hơn thua làm gì. Nữa nè, cháu cũng đừng nên thi chạy hay là thách đấu với cọp nữa. Dạ, cháu biết lỗi của mình rồi. Chào mọi người. Chào anh Rồng và chuột. Hai người đến đây có việc gì à? Đêm qua chúng tôi ngủ trên vách núi đằng kia, đã biết hết việc các bạn lừa cọp và cứu ngựa ra sao rồi. Các anh sẽ không nói lại với cọp chứ? Không đâu, sao tôi lại làm thế? Tôi thấy các bạn nhỏ bé hơn con cọp, nhưng lại rất thông minh, gan dạ, đoàn kết, nên mới xuống đây muốn kết bạn với mọi người. Thì ra là vậy. Chẳng giấu gì mọi người, tôi đang trên đường tìm các con vật tài đức để mời lên Thiên Đình dự hội, trở thành các con giáp cai quản trần gian. Trời đất ơi, lên Thiên Đình dự hội nha. Vì vậy tôi muốn mời tất cả mọi người, mùa xuân tới hãy lên trời để được Ngọc Hoàng ban chức. Cảm ơn anh Rồng đã tin tưởng, nhất định tôi sẽ có mặt đúng vào mùa xuân. Hay quá, chó tôi nhất định sẽ làm cho thật tốt. Bác cũng sẽ không quản cực nhọc, cố gắng hết sức. Ngựa tôi sẽ cống hiến hết mình. Tôi cũng sẽ rèn luyện chăm chỉ. Cảm ơn Đồng Vàng nhiều lắm nha. Anh Đồng Vàng ơi, em yếu đuối hơn các anh chị, lại vụng về, không biết mình có được tài cán gì để dự hội. Anh ở trên vách núi nhìn xuống, thấy em vô cùng dũng cảm, vì vậy em rất xứng đáng để tham gia hội nhà trời. Chị là con gái còn chẳng sợ gì. Đây chính là cơ hội để em thể hiện bản lĩnh của mình, đem vinh quang về cho dòng họ nhà dê của em chứ. Đúng rồi, vậy em sẽ ra sức tập luyện mỗi ngày. Tốt lắm, tôi vẫn còn phải đi tìm thêm đồng đội để đưa thiệp mời. Mọi người có biết ai thông minh tài giỏi nữa không? Chỉ cho tôi với. À, hèn đến mời bác mèo thông thái đi. Bác ấy nổi tiếng uyên bác và thông minh nhất trong khu rừng này. Bác mèo còn có võ công cao cường, cả khu rừng này ai cũng nể bác ấy hết á. Vậy thì tôi phải đến tìm bác mèo mới được. Nhưng nhà bác mèo ở đâu? Nhà bác mèo ở tận trong rừng sâu, đường đi rất khó. Hay là để tôi dẫn anh Rồng và chuột đi cho nhanh. Tốt quá, cảm ơn cậu Thỏ nhiệt tình giúp đỡ. La 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 la, ta là ngựa, ta chạy rất nhanh. La 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 la, la 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 la. Ngựa thế nào? Rõ ràng khi nãy mình thấy ngựa chết rồi mà. Chuyện này là sao? Nói mau, tại sao ngươi vẫn còn sống? Khốn hồn thì nói thật đi, nếu không thì... Thật ra con vật to lớn kỳ lạ mà ông thấy là do các bạn tôi đóng giả thành.
Các người dám gạt ta? Họ lại tới nữa rồi kìa. Được lắm, Nhãi Thọ, chính người đã bày trò lừa ta, ta nhất định sẽ tính sổ với mày. Cậu Thỏ, hãy bám lên lưng tôi, cùng bay đến nhà bác mèo cho nhanh nào. Nhà bác mèo nằm dưới những tán cây rậm rạp, nếu bay trên trời sẽ rất khó nhìn thấy. Chúng ta chịu khó đi bộ một chút sẽ tới ngay. Thỏ kia, người dám lừa ta? Anh cọp nói gì tôi không hiểu. Người đừng có giả nai nữa. Nai đâu, tôi là Thỏ mà. Anh cọp sợ quá nên mắt mờ rồi hả? Im lại. Các ngươi là ai? Tôi là Rồng Vàng, còn đây là bạn chuột. Chúng tôi đều là bạn của Thỏ. Chào Rồng Vàng, dù ngươi có là bạn của Thỏ, nhưng đây là chuyện riêng giữa ta và Thỏ, không liên quan gì ngươi. Thỏ kia, ta vừa thấy ngươi vẫn còn sống, nó không bị con vật to lớn nào búng tay mà chết hết. Mau đền bữa tối cho ta. Vậy sao? Hồi nãy rõ ràng tôi và anh đều thấy ngựa ngã chỏng cẳng rồi mà. Nhưng giờ ngựa chưa chết mà chạy mất thì cũng không thể trách tôi. Ngươi không nói nhiều, mau đền mạng. Để tâm phục khẩu phục, tôi với anh thi đấu. Nếu tôi thắng, anh không được phép làm phiền tôi và các bạn nữa. Nếu tôi thua, tùy anh xử lý. Ngươi dám đấu với ta? Một mình ngươi hả? Đúng vậy. Được, càng nạm lắm. Kìa Thỏ, cậu không phải là đối thủ của cọp đâu. Đúng đó, cọp sẽ xé xác cậu cho mà coi. Không sao đâu, tôi đã có cách. Anh cọp, nghe nói các cơ bắp ở tay anh rất khỏe, chúng ta hãy thi đánh trống nha. Bây giờ hãy xem cái cây đằng kia là cái trống, ai đánh vào cây mà phát ra âm thanh to hơn thì người đó thắng. Tưởng thi gì khó, thi như vậy thì ngươi chuẩn bị nộp mạng cho ta đi. Biết thằng nhãi này có đang giở trò gì không đây? Mình phải cẩn thận mới được. Để các ngươi không nói ta ý mạnh hiếp yếu, ta nhường ngươi thi trước à? Được thôi, vậy tôi thi trước đây. Sức ngươi chỉ có như vậy thôi hả? Ta cho ngươi thêm một cơ hội đánh lại lần nữa đó. Sức tôi chỉ có thế thôi, đến lượt anh đi. Mở mặt to ra mà nhìn, giỡn cái tai của ngươi nghe ta biểu diễn đây nè. Thấy sao? Thấy sức mạnh của ta chưa? Tôi chưa nghe rõ lắm, anh có thể đánh lại lần nữa không? Dám phá chỗ ông nhà ta hả? Chết nè, chết nè. Cô ta trời, đừng có chết, đừng có chết nữa mà. Ôi, anh cờ bị sao vậy? Cậu Thỏ kìa, đưa lại lùa ta. Cậu Thỏ thật thông minh, hạ gục được cọp mà không cần tốn tí mồ hôi nào. Cách của cậu hay thật, tôi tin với trí thông minh của cậu, chắc chắn cậu sẽ đứng vị trí cao trong 12 con giáp. Không đâu, thông minh phải kể đến bác mèo. Giỏi quan sát và nhanh trí như Thỏ, tôi khâm phục cậu rồi đó. Thôi, chúng ta mau đến nhà bác mèo đi. Hôm nay tập đến đây thôi. Bác mèo thông thái ơi, bác có ở nhà không vậy? Ai đến tìm ta thế này? Là cọp đây bác mèo ơi. Cọp à, ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Bác mèo thông thái ơi, tôi uất ức dữ lắm. Bác phải lấy lại công bằng cho tôi mới được. Không thì cậu là tôi không muốn sống ở trong khu rừng này nữa đâu. Ngươi là chúa tể Sơn Lâm, có chuyện gì không thể giải quyết được? Vậy mà chúa tể Sơn Lâm như tôi lại bị bắt nạt tay to, người này thương thích luôn. Ai có gan bắt nạt ngươi, mau kể rõ sự tình cho ta nghe nào. Loạn Thỏ hả bác mèo? Nó lừa tôi hết lần này tới lần khác, khiến tôi bị ông dính, đến giờ mình bị sưng qua trời qua đất luôn rồi. Là Thỏ à? Bác mèo không phải,
Bác là người công bằng, nguyên bác nhất khu đường này. Bác phải làm chủ cho tôi. Bác mèo thông thái ơi, cháu là thỏ đây. Chính con thỏ lừa gạt khiến tôi bị ông chích đó bác mèo. Thỏ, cẩn thận. Cọp à, nhìn tay lại. Người không được làm vậy trong nhà của ta. Đau. Gây mèo đau quá. Không được làm vậy trong nhà của ta, rõ chưa? Dạ tôi biết rồi, bác mèo tha cho tôi. Cháu cảm ơn bác mèo. Bác mèo, bác phải phân xử công bằng. Vậy thỏ mà tôi xích bác bạn mấy lần luôn á. Thỏ, chuyện có đúng như lời cọp nói hay không? Đúng là cháu có lừa anh cọp, nhưng là do anh cọp suốt ngày đòi ăn thịt các con vật trong rừng, cháu bất đắc dĩ mới nghĩ ra kế để cứu các bạn mà thôi. Cọp, có đúng như vậy không? Dạ chuyện này dài lắm. Là do ngựa khiêu chiến với tôi trước chứ bộ. Tôi làm chứng lời thỏ nói là hoàn toàn đúng sự thật. Tôi đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Các ngươi là ai? Sao lại đến đây? Đây là anh Rồng Vàng và bạn chuột. Nhờ cháu dẫn đường đến tìm bác có việc. Ngươi tìm ta có việc gì? Các ngươi đâu phải ở vùng này. Tôi tuân lệnh Ngọc Hoàng, tìm 12 con giáp để cùng nhau cai quản Trần Gian. Biết bác mèo thông thái, tài giỏi, tôi cất công đến đây để gửi thiệp mời cho bác. Mong bác mèo có thể đến dự hội nhà trời vào mùa xuân tới. Ta thật không biết nói gì hơn. Cảm ơn cậu đã tin tưởng. Nhất định ta sẽ đem tài năng của mình cống hiến cho nhà trời. 12 con giáp cai quản Trần Gian hả? Chẳng lẽ nào lại không có cọp ta? Còn khúc mắc giữa cọp và thỏ, tôi đã biết lỗi của mình rồi. Từ nay tôi sẽ không bắt nạt các bạn trong khu rừng nữa. Cậu thỏ, chúng ta làm què nghe. Anh cọp nói thật chứ? Cọp biết lỗi là tốt rồi. Thỏ, vậy cháu cũng làm què với anh cọp đi. Đừng tìm cách lừa nhau, hại nhau làm gì. Chỉ cần anh cọp đừng đòi ăn thịt cháu hay các con vật khác là được. Cháu đâu có thích hơn thua với ảnh. Thỏ, tôi thề nghe, tôi không bao giờ gây chuyện với cậu nữa. Sống chung trong một khu rừng, các loài vật phải biết yêu thương, đoàn kết mới phải. Cứ tranh giành hơn thua thì thời gian đâu mà học tập để nâng cao hiểu biết. Thiếu hiểu biết sẽ phạm sai lầm, rồi khi thiên tai ập đến không biết đường đâu mà chống đỡ. Ai nấy đều đồng thuận, quá giải hận thù như vậy thật là tốt quá. Anh Rồng, tôi danh là chúa tể sơn lâm, sức mạnh hơn nhiều loài, muốn đóng góp một chút sức mình để cùng anh cai quản Trần Gian. Không biết tôi có thể dự hội nhà trời được không? Không được. Chuyện này cậu thỏ còn giận tôi hả? Tôi thật lòng biết lỗi của mình rồi mà. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Cọp đã biết ăn năn hối lỗi, thỏ đừng nên hẹp hòi. Là cọp giả giờ ăn năn để được dự hội nhà trời. Anh Rồng Vàng, anh nhất định đừng mắc bẫy của cọp. Tôi thật lòng ăn năn, sao để cậu tin tôi đây? Theo như bác thấy, cọp có tài có sức khỏe, nếu không cống hiến cho nhà trời thì quá là uổng phí. Rồng Vàng, cậu nên cho cọp một cơ hội đi. Bác mèo đã có lời thì đây, tôi gửi anh cọp tấm thiệp mời đến dự hội nhà trời, mong rằng anh sử dụng sức mạnh vào việc có ích. Nhất định là vậy rồi. Nhất định ta sẽ đứng đầu 12 con giáp, xem lũ các ngươi còn dám giỡn mặt với ta không. À, đồ cọp giả tạo. Thỏ, cậu không sao chứ? Tôi không sao, cháu cảm ơn bác mèo lần nữa. Là bác đã quá tin lời cọp, suýt chút nữa là hại cháu rồi. Tiếc là một khi thiệp đã ra thì không thể lấy lại được. Thôi, chuyện đã lỡ rồi, anh đừng nên tự trách mình. Ta sẽ chăm chỉ luyện võ công, đến ngày dự thi sẽ cho cọp một bài học nhớ đời. Vậy hẹn bác mèo ở thiên đình. Xin tạm biệt mọi người, tôi còn có việc phải làm. Cháu cũng xin phép ra về để chuẩn bị, mùa xuân cũng sắp tới rồi.
Bác mèo thông thái ơi, cháu là chuột nhỏ bé, e rằng không đủ sức đấu lại các con vật khác. Không biết cháu có thể ở lại nhà bác để học võ được không? Được chứ, ta sẽ dạy võ cho cậu. Nhưng ta có cái tật ham ngủ, hễ mà ngủ say thì rất khó thức dậy. Đến ngày dự hội, nhờ cậu hãy đánh thức ta dậy, có được không? Dạ được, cháu hứa sẽ ngoan và làm theo lời bác dặn. Vậy là ta chỉ còn thiếu một con vật nữa thôi. Phải nhanh nhanh đi tìm, mùa xuân sắp đến rồi. Âm thanh gì nghe hay quá. Mặt trời lo thức giấc, chào buổi sáng tinh khôi. Xin chào cậu gà. Tiếng gáy của cậu nghe hay thật. Tất nhiên rồi, tiếng gáy của tôi to và hay như vậy mới đánh thức mặt trời dậy được chứ. Thì ra tiếng gáy của cậu diệu kỳ như vậy à. Đúng rồi, lúc nào tôi cũng thức dậy vào tờ mờ sáng để gáy thật to. Có như thế thì mặt trời mới ló dạng. Vậy ngoài gáy ra, cậu còn biết làm gì khác nữa? Tôi hả? Tôi biết nhiều thứ lắm. Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, bay nhảy, bơi lội, cái gì tôi cũng giỏi. Vậy thì cậu biểu diễn cho tôi xem mở mang tầm mắt có được không? Được, xem tôi đây. Cậu gà giỏi quá. Ý, cậu không sao chứ? Ôi, có gì mà trăng với sao? Tôi từng bay đụng cả mặt trời đó chứ. Xét ra thì anh ta cũng là kẻ có tài năng đây. Mình sẽ mời thêm anh ta nữa là hoàn thành nhiệm vụ đủ 12 con vật. Vậy anh đến tìm tôi có chuyện gì? Chẳng giấu gì anh, tôi được Ngọc Hoàng ra lệnh tìm đủ 12 con vật tài trí, thông minh để cai quản nhân gian. Tôi xin gửi thiệp mời cho cậu, mùa xuân tới hãy lên thiên đình để được ban chức. Ôi, vậy là anh tìm đúng người rồi. Từ lúc sinh ra, tôi đã luôn biết mình sẽ có một sứ mệnh cao cả. Đã đến lúc tôi có thể phô diễn tài năng cho thiên hạ biết rồi. Vậy hẹn gặp cậu ở thiên đình. Tạm biệt cậu ga. Cuối cùng cũng đã tìm đủ 12 con vật. Mình mau về trời để báo cáo với Ngọc Hoàng thôi. Cuối cùng, Trong Giang cũng đã tìm đủ 12 con vật theo yêu cầu của Ngọc Hoàng. Tất cả đều hăng say luyện tập, mong thể hiện tài năng trước Ngọc Hoàng. Chúng ta chuẩn bị lên thiên đình thôi nào. Đi thôi. Ủa, các bạn có thấy dê ở đâu không? Biết ngay mà, dê chắc còn đang ở nhà nhõng nhẽo với mẹ. Hôm qua nó nói từ nhỏ đến giờ chưa xa nhà, giờ đi tích lên thiên đình. Nhớ mẹ chắc rồi. Tò con, cậu nhanh nhẹn đến nhà tìm dê đi. Nhanh lên, chúng tôi đứng đây đợi. Thì thôi, con không đi nữa đâu. Sao mẹ con chịu không có nổi. Đi mãi thiên đình, chẳng biết bao lâu mới được về với mẹ. Con trai mẹ cũng lớn rồi. Dê, đi nhanh lên, mọi người còn chờ mỗi mình cậu đó. Nè, đừng có nói là cậu nhõng nhẽo, nhớ mẹ nên không đi nha. Ồ, mình chưa đi đã nhớ mẹ đó thì sao? Cậu giỏi thì đi với mọi người đi. Mình chưa lớn, chưa cần phải làm việc gì ra ngoài. Vậy bác tính sao? Nếu bác không muốn cho dê đi thì thôi, con xin phép đi đây. Khoan đã Thỏ, đợi một chút. Nè con trai, ai cũng phải lớn lên, làm việc theo sứ mệnh của mình. Con đi mẹ cũng sẽ nhớ con. Nhưng mẹ chịu được, mẹ tin tưởng là con sẽ đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Con đã hứa với rồng thì phải thực hiện lời hứa. May này con đã tập luyện rất chăm chỉ mà. Nếu trên đường đi mà nhớ mẹ thì hãy dùng cái này. Con no rồi, con đi đây. Chắc không sao đâu, vì có cả bác trâu chăm sóc tụi con rồi mẹ. Giỏi lắm con trai,
con hãy tin tưởng vào việc mình làm, và nhất là hãy tin tưởng vào bản thân con, nắm bắt cơ hội nha. Cứ ngủ ngon nha bác mèo thông thái, tôi đi lên thiên đình đây. Thưa Ngọc Hoàng, thần đã tìm đủ các con vật theo yêu cầu của người. Tốt lắm. Nhưng mà tại sao ở đây chỉ có 11 con vật thôi? Đúng là chỉ có 11. Thiếu ai vậy ta? Anh Đồng Vàng ơi, không thấy bác mèo thông thái ở đâu hết. Đúng rồi, chuột, cậu có gọi bác mèo dậy không? Bác ấy ham ngủ thì tôi để cho bác ấy ngủ thôi. Tôi đã dặn trước là hôm nay đến ngày lên thiên đình mà bác ấy vẫn ham ngủ. Cậu đã hứa với bác ấy. Rồng Giang, ngươi đã không làm tròn trách nhiệm được giao phó, ngươi đáng tội gì? Thưa Ngọc Hoàng, thần đã gửi thiệp đủ cho các con vật, nhưng có lẽ là mèo đã ngủ quên à. Không có nhân nghĩa gì hết, vì ngươi không hoàn thành trách nhiệm nên không có tư cách đứng đầu 12 con giáp. Đồng thời, ngươi sẽ phải chịu phạt. Đáng đời ngươi. Anh cả Rồng Vàng, có lẽ Ngọc Hoàng nên loại anh ra. Dạ thưa Ngọc Hoàng, để không chậm trễ thời gian, thần đề nghị hãy cho Rồng Vàng lấy công chuộc tội trong vòng một nén nhang. Nếu Rồng Vàng tìm đủ con vật còn lại thì được miễn tội, còn không thì sẽ bị sét đánh để trừng trị. Được, Rồng Vàng nghe lệnh. Trong vòng một nén nhang, hãy mang lên thiên đình một con vật để đủ 12 con giáp. Nếu chậm trễ sẽ bị phạt sét đánh. Nghe rõ chưa? Thần xin tuân lệnh, thưa Ngọc Hoàng. Nhà bác mèo ở tận rừng, lại sống trong hang sâu. Dù mình có bay tới thì sợ cũng không kịp. Phải làm sao bây giờ? Con heo này chắc cũng được hơn một tạ, lấy thịt được rồi. Trời, con heo này nó mạnh quá. Thù thế giới, bắt được mày rồi. Trốn đi đâu hả? Có ai không? Cứu tôi với! Cứu tôi với! Tội nghiệp cậu heo quá. Đừng có! Cứu tôi với! Mình phải giúp cậu ấy mới được. Đuổi theo! Nhanh lên! Đuổi theo! Ôi, anh Đồng Vàng, cậu chạy nhanh lên. Sao bỗng nhiên mưa lớn rồi lại ngưng ngang như vậy? Đúng là kỳ lạ thiệt đó. Trời ơi, con heo chạy mất tiêu rồi. Con đi tìm đi. Trời, tức thiệt chứ. Chắc là thoát nạn được rồi. May quá. Cảm ơn anh Đồng Vàng cứu mạng. Không có anh, chắc giờ tôi thành heo quay rồi. Sao mà nóng dữ vậy nè? Trời ơi. Không sao rồi. Cũng may là có anh. Mà anh bay đi đâu vậy? Nguy rồi. Bây giờ mà mình tới nhà bác mèo cũng không kịp. Heo nè, tôi đang bay đi tìm con vật để mời lên thiên đình cho đủ 12 con giáp trình diện Ngọc Hoàng, để Ngọc Hoàng giao nhiệm vụ cai quản trần gian. Anh đi cùng với tôi nha. Tôi không có ham việc cai quản trần gian đâu. Tôi chỉ thích ăn và ngủ thôi à. Anh tìm cho kỹ đi. Con heo mập đó không có chạy xa được đâu. Cho tôi đi với anh đi. Ở đây chắc tôi thành heo quay quá. Vậy ta đi thôi. Anh sao vậy? Bị đau ở đâu à? Không phải. Tôi đói quá anh Rồng ơi. Tôi không còn chút sức lực nào hết. Vậy anh đợi ở đây, để tôi đi kiếm gì cho anh ăn.
Anh Rồng Vàng ơi, sao anh còn chưa về nữa? Lần này ngươi xong đời rồi Rồng Vàng. Tắt rồi. Tội nghiệp Rồng Vàng quá đi. Bẩm Ngọc Hoàng, nén nhang đã tàn mà Rồng Vàng vẫn chưa trở về. Xin người hãy giáng tội cho Rồng Vàng. Ngon rồi mà. Cảm ơn anh Rồng. Anh ăn khỏe thật đó. Ăn nhanh lên, để còn bám chặt vào lưng tôi. Để tăng tốc đây. Thiên Lôi đâu? Hãy mau chuẩn bị thi hành luật nhà trời. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, anh Rồng đang cõng heo về tới. Chào mọi người. Thưa Ngọc Hoàng, thần đã tìm được con vật cuối cùng, chính là heo ạ. Vậy là ta đã tạm đủ 12 con vật. Con heo mập này mà cũng đòi cai quản Trần gian. Thưa Ngọc Hoàng, dù Rồng Vàng thực hiện được yêu cầu nhưng đã quá thời gian một nén nhang. Rồng Vàng, dẫu ngươi đã tìm đủ 12 con vật nhưng chậm trễ thời gian, ta phạt ngươi 30 đòn sét đánh để răn đe cho muôn loài. Thiên Lôi, mau xử phạt Rồng Vàng. Dạ thưa Ngọc Hoàng, là do anh Rồng cứu tôi, lại cho tôi ăn cho nên mới về trễ. Xin Ngọc Hoàng phạt nhẹ. Tuy heo ham ăn nhưng thật thà ngay thẳng, dám đứng ra xin cho người đã giúp mình. Thôi được rồi, ta chỉ phạt Rồng Vàng 5 đòn sét đánh thôi. Ngọc Hoàng thật là sáng suốt. Xin lỗi anh Rồng, nếu như tôi không ăn ăn thì anh không có trễ giờ. Chuyện đã lỡ rồi, tôi không trách anh đâu. Tôi được Ngọc Hoàng tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng nhưng không hoàn thành đúng thời gian, tôi phải chịu trách nhiệm cũng là đúng thôi. Anh Rồng, anh Rồng. Rồng Vàng đã bị trọng thương, ta chắc chắn sẽ nắm ngôi vị thủ lĩnh 12 con giáp rồi. Anh Rồng Vàng ơi, anh mà có làm sao chắc tôi ân hận cả đời quá. Tôi không sao, mọi người đừng quá lo lắng. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Thưa Ngọc Hoàng, bây giờ 12 con vật đã đủ, nhưng thứ tự của các loài sẽ sắp xếp như thế nào đây? Chuyện này ta phải suy nghĩ thêm đã. Thưa Ngọc Hoàng, thần là chúa tể Sơn Lâm, chẳng ai xứng đáng đứng đầu 12 con giáp hơn thần. Ông suốt ngày chỉ biết bắt nạt các loài vật khác mà đòi đứng đầu 12 con giáp à? Có tài mà không có đức, không ai phục. Thưa Ngọc Hoàng, thần có gốc gác nhà Rồng, cơ thể dẻo dai linh hoạt, không ai xứng đáng hơn thần. Người mở miệng toàn nọc độc, chứ có tài cán gì mà đòi đứng đầu 12 con giáp. Ta còn chưa xử ngươi cái tội phản chủ đó, đồ chuột nhắt. Hứa, gà mới xứng đáng làm thủ lĩnh đây. Ta có thể gáy vang gọi mặt trời mọc, biết bay nhảy, bơi lội, nói chung là cái gì cũng biết hết. Mặt trời thì kỳ nào mà không mọc, đâu phải chờ anh gọi thì mới mọc chứ. Anh đừng có khoác lác. Im lặng hết cho ta. Nếu như vậy, để cho công bằng, ta sẽ tổ chức cuộc thi chạy từ đây đến cung Hằng Nga. Thứ tự 12 con giáp sẽ được căn cứ vào thứ tự về đích của mỗi con mà xác lập. Lưu ý rằng đường đến cung Hằng Nga vô cùng hiểm trở, nhiều đồi dốc và thác nước, ai can đảm mới có thể tham gia được. Bây giờ thì giải tán, hẹn gặp lại các ngươi vào ngày mai. Thi chạy thì đúng ngày sở trường của tôi rồi. Sao Ngọc Hoàng không tổ chức thi ăn hay thi ngủ gì cho nhẹ nhàng? Tôi ghét chạy nhất trên đời. Cháu heo phải cố gắng lên. Cháu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn và ngủ, không có xứng đáng để cai quản trần gian đâu. Dạ, con sẽ cố gắng. Nhưng mà cả nhà cũng đừng có coi thường chuyện ăn ngủ à nghe. Nhờ ăn ngủ mới có sức khỏe luyện tập, học hành chứ. Ngày mai bắt đầu cuộc đua rồi, mọi người hãy cố gắng hết sức mình. Đặc biệt, đừng có để thua cọp, nếu không cọp sẽ càng ngày càng phách lối. Còn cố gắng cũng chẳng thắng nổi ta đâu. Mơ đi.
Bộ dạng này của ngươi thì ngày mai sao mà thắng nổi ta? Xấu xa. Con ngựa kia, ngày mai sẽ biết tay ta. Anh Rồng Vàng, ngày mai anh đủ sức thi chứ? Tôi nghỉ ngơi một đêm, chắc sẽ hồi phục phần nào. Mọi người cũng nên dưỡng sức, ngày mai sẽ vất vả đi. Các loài vật nghe rõ đây, hôm nay là cuộc thi chạy để xác định vị trí 12 con giáp. Cuộc thi chạy đến cung Hàng Nga chính thức bắt đầu. Ai chạy nhanh hơn cọp ta được chứ? Có chuột ai lại không cần chạy mà vẫn nhanh bằng cọp hay? Mình không thể để thua cọp được. Này, một người đồ tháo đá này, còn biết sự lợi hại của ta. Đau quá, chết rồi, cọp chạy mất rồi. Có cách rồi. Ngựa à, cháu không sao chứ? Cháu không sao, bác mau đuổi theo cọp đi, đừng để cọp về nhất. Ngủ một giấc thiệt là đã. Hả? Đã đến ngày lên thiên đình rồi sao? Chuột ơi, chuột ơi. Tên chuột láo cá và thất hứa này không chịu gọi ta dậy. Ta thề từ nay họ Mèo nhà sẽ không bao giờ đổi trời chung với lũ chuột nhà ngươi. Tên Rồng Vàng có lợi thế biết bài, chắc chắn chỉ nhường mình. Không được, không ai được thắng ta. Nguy rồi, mình phải trị thương ngay mới được. Rồng Vàng à, cháu bị sao vậy? Cháu bị cọp tấn công, cháu trị thương trong thác nước một chút để hồi phục sức lực. Bắt mau đuổi theo cọp, đừng để cọp chiến thắng. Lại là cái tên cọp dở thủ đoạn xấu xa. Không được, mình không thể thua cháu được. Chuột về đích đầu tiên, đứng đầu trong 12 con giáp. Trâu về sau chuột, đứng vị trí thứ hai. Sao có thể chứ? Chuột à, đây là cuộc đua cần phải thi đấu công bằng. Ai cho cậu bám vào đuôi của tôi như vậy hả? Thưa Ngọc Hoàng, chuột đã gian lận trong cuộc đua, mong người xem xét. Để ta xem. Thưa Ngọc Hoàng, người chỉ ban lệnh hễ ai đến trước sẽ thắng, không có quy định bằng cách thức nào. Chuyện này ngươi thật là lão ca. Dạ thưa Ngọc Hoàng, thần thấy chuột nói cũng không sai. Vốn dĩ ngay từ đầu người không có quy định rằng phải chạy đến đích bằng hình thức nào. Vì vậy nếu chỉ căn cứ vào thời gian thì chuột về đích trước trâu. Vậy ta quyết định chuột vẫn là con vật đứng đầu 12 con giáp, trâu sẽ xếp thứ hai. Cảm tạ Ngọc Hoàng. Thông báo cọp về đích thứ ba. Không thể ngờ chúa tể Sơn Lâm như ta lại thua con chuột bé tẹo và con trâu lù khù. Mình phải tăng tốc hơn mới được. Ê, bác Mèo, sao giờ bác mới tới? Làm tôi phải đi tìm thêm heo, rồi bị phạt là đến trễ. Xin lỗi, ta đã dặn rồi mà chuột không kêu ta vậy. Cháy rồi, cháy lớn quá rồi. Chạy mau bà con ơi, chạy mau đi. Kìa, Rồng Vàng, nhanh chân lên, chúng ta sắp về đích rồi. Dưới trần đang cháy lớn, cháu phải xuống giúp người dân. Bác cứ chạy trước đi. Ôi, là bác Mèo à? Thông báo Mèo về đích thứ tư. Nhưng mà khoan đã, ngươi đâu có trong danh sách 12 con giáp đâu. Con Mèo kia, ở đây đang tổ chức cuộc đua tuyển chọn 12 con giáp, ngươi đi đâu đây?
Dạ thưa Ngọc Hoàng, thần có thiệp mời đấy ạ. Là chuột đã cố tình không kêu thần dậy nên thần mới trễ cuộc thi. Ôi, đến đi thi mà cũng cần người gọi đi thì buồn cười quá. Ngươi thôi được rồi, không cãi nhau nữa. Tạm thời mèo cứ ở yên vị trí thứ tư, đợi các con vật về đông đủ ta sẽ tính tiếp. Mưa rồi, có mưa rồi, chúng ta được cứu rồi. Đó là đồng vàng đúng không con? Cảm ơn đồng vàng. Cảm ơn đồng vàng. Không thể để đồng vàng về đích trước ta. Rắn lại giở trò thôi miên đây, mình không thể nhân nhượng với rắn mãi. Rắn, hãy luôn công bằng nào. Tức quá đi. Cuối cùng mình cũng về tới đích rồi. Chào mọi người. Rồng vàng về đích thứ 5, xếp sau mèo. Ê rắn, xe ra chỗ khác. Lại là con ngựa non háo đá này. Xin chào. Ôi, chân tôi. Gì nữa, ngươi chạy nhanh lắm mà, sao bây giờ nhích đi cũng không nổi vậy? Thiệt đáng thương. Đồ rắn xấu xa. Chà, còn sức chửi luôn à. Sao ngươi không dành sức đó mà tự cứu lấy bản thân? Mà thôi, ta thấy ngươi cứ bỏ cuộc đi thì tốt hơn. Chị ngựa ơi, chân chị sao vậy? Để em giúp chị đẩy cục đá ra. Đau quá. Em xin lỗi, em không có cố ý. Em vô dụng quá, không giúp gì được cho ai hết. Tảng đá này lớn quá, sức của em sợ khó lại chuyển nó được. Hay là em cứ chạy trước đi. Mẹ em đã dạy, thấy bạn bè gặp nạn nhất định phải tương trợ, em không bỏ rơi chị đâu. Cảm ơn em. Để em thử lại lần nữa nha. Chị ngựa, ráng chịu đau một chút, chứ không thể bị kẹt mãi như vậy. Thành công rồi, về giỏi quá, chị cảm ơn em. May quá, em không giỏi đâu, chắc em gặp may thôi. Là em đã cứu chị, em đúng là một cậu dê có tình có nghĩa, em đã không bỏ bạn lúc hoạn nạn. Dạ, chúng ta là bạn bè mà. Cảm ơn em, nếu em không dừng lại cứu chị, có lẽ em đã về đích rồi, em hãy chạy trước đi. Nếu mà chân chị không bị kẹt vào hốc đá thì không bao giờ em chạy thắng được chị. Đây là cuộc đua, chúng ta hãy thi đấu công bằng. Được, vậy chúng ta thi tiếp nào. Con thác này nước chảy xiết quá. Con khỉ à, có chừng đó. Hay là cậu bám vào bơi chung với tôi đi. Cậu cứ bơi qua trước đi, tôi đã có cách rồi. Anh gà cũng vừa tới hả? Vượt qua con thác này là gần đến đích rồi. Nè,
cùng nhau cố lên. Úi, lo gì, tôi được chị Vịt chỉ cho mấy cách bơi lội. Con thác này tôi bơi qua dễ ợt, các cậu cứ lo cho thân mình trước đi. Anh Hỷ thông minh quá à. Mình là gà biết tuốt, không có gì phải lo. Ta, ê, nhìn kìa, hình như anh gà bơi không được tốt cho lắm á. Ta, quý rồi, anh gà không biết bơi, bị nước cuốn rồi, mau tìm cách cứu anh đi. Không biết bơi mà cứ bị ra vẻ. Anh gà, nhanh bấm lấy khúc cây này. Không, không. Không sao rồi, không sao rồi. Cảm ơn khỉ và chó. Không có hai cậu, chắc là tôi đã rơi xuống vực thẳm rồi. Chuyện nên làm thôi, chúng tôi đâu thể thấy anh gặp nguy hiểm mà bỏ mặc được. Vậy mà trước đây tôi luôn tỏ thái độ kiêu căng, không xem hai cậu ra gì hết. Tôi thật sự xin lỗi. Hai cậu mới tài giỏi hơn tôi nhiều. Chuyện đã qua rồi, coi như chúng ta hòa nha. Nếu nhanh không chê, từ nay chúng ta sẽ là bạn của nhau. Tốt quá rồi. Thôi, chúng ta hãy nhanh tiếp tục chặn đua kẻ muộn. Tôi không xứng ở vị trí trước hai cậu. Khỉ và chó hãy về trước, hai cậu mới thực sự tài giỏi hơn tôi. Đâu thể vậy được, chúng ta đều về đích ngang nhau thì đều xứng đáng cả mà. Hay là chó, cậu về đích trước đi. Không được đâu. Tôi thấy anh gà nhanh nhẹn, vừa biết gáy vừa biết bay nữa, giỏi hơn tôi nhiều. Ê, hay là chúng ta chơi quẳng tù tì đi, để xác định ai về đích trước, như vậy là công bằng nhất. Hay đó. Quẳng tù tì ra cái gì? Ra cái này. Quẳng tù tì ra cái gì? Ra cái đấy. Tốt lắm, vậy là thứ tự 12 con giáp đã gần được trọn vẹn. Thiên Lôi, còn con vật nào chưa về đích hả? Dạ thưa Ngọc Hoàng, chỉ còn thỏ và heo thôi. Heo chậm chạp về trễ thì mình còn hiểu được, nhưng thỏ thông minh, nhanh nhẹn như vậy, sao giờ này vẫn còn chưa về đích? Hay là có bất trắc gì đã xảy ra với thỏ và heo không? Thiệt là lo quá đi. Vườn cà rốt nhìn tươi ngon quá. Quá cà rốt, quá trời cà rốt luôn. Anh heo, mình chưa xin phép chủ vườn, không ăn được đâu. Vườn cà rốt quá trời vậy, ăn vài củ có sao đâu. Không, cậu cũng ăn đi, đường đua còn dài lắm, ăn lấy sức. Ăn thôi, cậu ăn, ngon quá. Cà rốt được trồng thẳng hàng và tươi tốt thế này, chắc chắn là có người chăm sóc kỹ lưỡng rồi. Mình ăn mà chưa xin phép là không phải đó anh heo. Cậu mới là dở hơi chứ, nó ăn thì còn lý với chả lụng. Măng tôi ăn. Trời ơi anh heo ơi, anh ăn nhiều quá rồi, không thể che đậy được nữa. Vườn cà rốt nhìn là biết có người xâm phạm. Chuyện gì vậy nè? Hủ cà rốt biết bài. Trời ơi, đã bỏ anh đừng có ăn rồi mà. Tôi không biết mặt rốt rồi. Xin lỗi. Sợ chết đi được. Đáng đời con heo ham ăn. Chào tiên nữ, thì ra đây là vườn cà rốt của chị hả? Dạ, em chào chị. Chị tiên xinh đẹp thiệt. Ngươi có biết ta phải tốn nhiều công sức mới trồng được vườn cà rốt không? Vậy mà ngươi coi, ngươi đang biết bao nhiêu của ta rồi. Vườn còn quá trời nhiều mà. Lại đổ đổ. Em đi đổ rồi, em xa rồi. Tha cho em đi mà. Vì ngươi đã ăn mấy củ cà rốt ở vườn ta, ngươi phải làm cho ta một việc thì ta sẽ tha cho. Đâu, việc gì cũng được. Chị kêu, cái củ cà rốt này nó giật lại đi. Anh heo không sao chứ? Đau
Hồi nãy nghe lời cậu không ăn thì tốt rồi. Chị tiên nữ ơi, chỉ cần em làm việc gì em sẵn sàng, đừng cho cà rốt đánh em nữa nghe. Ta mãi làm vườn nên lỡ đánh mất cây trâm quý do Dương Mẫu tặng. Người giúp ta tìm lại cây trâm thì ta sẽ tha cho đi. Trời ơi, cây vườn lớn vậy tìm chừng nào mới ra cây trâm bé tẹo đi trời ơi. Thỏ ơi, giúp tôi với. Thỏ trắng, chị biết em không có ăn cà rốt nên em không cần phải ở lại đây, mà hoàn thành cuộc thi của mình đi. Em sẽ ở lại giúp anh heo, em sẽ tìm ra cây trâm cho chị. Ôi, đúng nó rồi, cảm ơn em nhiều lắm, thỏ trắng. Có chuyện gì vậy? Sao mà tối dữ vậy nè? Em tìm thấy cây trâm rồi, mình mau đi thôi, kẻo muộn cuộc đua. Khoan đã, nãy chị thấy em cũng muốn ăn mà, thưởng cho em. Cảm ơn chị tiên nữ xinh đẹp, giờ chúng em phải tranh thủ đi kẻo muộn. Ước gì có thể ở đây ngủ rồi ăn, không cần phải chạy đua. Nhanh lên anh heo, anh không nhớ do anh chậm chạp mà anh rồng vàng bị phạt sao? Dạ thưa Ngọc Hoàng, các con vật đã về đích đủ rồi. Nhưng bây giờ có tới 13 con vật, ta biết bỏ bớt ai đây? Dạ, Hằng Nga xin cúi chào Ngọc Hoàng. Hằng Nga, người đến tìm ta có việc gì không? Thưa Ngọc Hoàng, cung quảng rộng lớn mà chỉ có một mình thần trông coi nên buồn tẻ vô cùng. Mong người ban cho thần một con vật để có thể bầu bạn, phụ giúp cung thần. Vậy một con vật sẽ ở lại cung quảng với tiên nữ Hằng Nga. Nếu ở lại cung quảng chắc không cần phải làm việc nhiều. Dạ, thần xin ở lại với tiên nữ Hằng Nga. Thưa Ngọc Hoàng, ở cung quảng cũng có nhiều việc phải làm, heo chậm chạp không làm được đâu. Thần thấy thỏ trắng thông minh, nhanh nhẹn, rất hợp với việc này. Vậy thỏ trắng, ý của người thế nào? Dạ, thần cảm ơn Ngọc Hoàng, thần rất vui khi được chị Hằng Nga chọn. Tốt lắm, vậy thỏ trắng sẽ ở lại cung trăng với tiên nữ Hằng Nga. Các con vật còn lại cứ theo thứ tự về đích mà trở thành 12 con giáp. Các ngươi sẽ cùng với các thần mùa xuân, hạ, thu, đông, cai quản trần gian, giúp cho con người phân định tuổi tác và năm tháng, ổn định trật tự. 12 con giáp cuối cùng đã được hình thành, gồm chuột, trâu, ngọp, mèo, rồng, rắn, ngựa, dê, khỉ, gà, chó, heo, tương ứng với Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Từ đó, các con vật luân phiên đại diện cho một năm, sau chu kỳ 12 năm thì quay lại. Cách tính can chi cũng dựa trên 12 con giáp này. Tuy chung mục đích phục vụ con người, nhưng tính cách và khí chất từng con giáp đều khác biệt, đã tạo nên sự đa dạng cho cuộc sống của con người. Ngày xưa, có gia đình họ Thạch hiếm muộn, làm nhiều việc ơn động đến lòng trời. Ngọc Hoàng sai thái tử xuống trần đầu thai vào nhà ông bà Thạch, sinh ra được người con trai Tuấn Tú. Bà Thạch đặt tên là Thạch Sư. Tội nghiệp, một có cha mẹ từ nhỏ mà chăm chỉ, tháo giác cậu sẽ tìm được người vợ ngoan hiền. Dạ. Ta nhớ thái tử quá nên xin Ngọc Hoàng xuống đây để thăm thái tử. Kiếp trước cậu là thái tử con Ngọc Hoàng, kiếp này xin vào nhà họ Thạch để cứu người độ dân. Con sống một mình nơi đây cô độc quá.
sắp tới sẽ có người đến kết thân, nhưng hiểm nguy cũng từ đó mà xảy đến. Để biến họa thành phúc, từ hôm nay ta sẽ đến dạy dỗ cho người. Dạ. Thạch Sơn. Anh Lý Thông tìm em có việc gì? Từ lâu anh đã rất quý em. Nhà anh chỉ có mình anh cô độc. Nay đến đây xin được kết nghĩa huynh đệ. Được, vậy chúng ta cùng kết nghĩa huynh đệ. Anh may mắn còn có mẹ. Em về cùng với anh chăm sóc mẹ. Chúng ta thành một gia đình. Hiến là anh em một nhà, nhưng thực chất mẹ con nhà Lý Thông chỉ muốn lợi dụng sức lao động của Thạch Sanh. Dẫu vậy, Thạch Sanh vẫn luôn coi mẹ con Lý Thông là người thân của mình. Lý Thông, mau nhận chỉ. Năm nay đến lượt con sao? Mẹ ơi, con không muốn chết. Sao triều đình không giết chết con trăn ấy đi mà hàng năm phải cống nạp thanh niên chứ? Mẹ không muốn con mẹ chết. Chẳng phải nhà mình cũng có một thanh niên khác để thay thế hay sao? Em trai, anh có chuyện muốn nhờ em. Anh cứ nói, chúng ta là anh em một nhà, còn gì mà anh phải ngại? Đêm nay đến lượt anh gác miếu cổ, mà bận đang trong chừng mẻ rượu, anh nhờ em đi thay có được không? Dạ được. Lý Thông. Em sống không đáng thiên tha tội cho anh dại dột. Thạch Sanh ơi, em đã giết chết Trăng Tinh rồi sao? Con trăng này hung dữ quá, nó định nuốt sống em, nên em phải giết nó trừ họa cho dân. Nhưng nó lại là con vật quý của nhà vua, giết nó là lãnh tội khi quân. Vậy giờ em phải làm sao? Đêm qua là phiên gác của anh, nên không ai biết em đến đó. Để anh đi chịu tội với nhà vua. Nhưng anh... Ah!
Sanh Đệ. Thạch Sanh Đệ, Thạch Sanh Đệ. Lý Thông Huynh, Lý Thông Huynh, anh đến đây có chuyện gì không? Thạch Sanh Đệ, ta nhớ đệ quá. Vừa thoát chết, ta đang tính đi tìm đệ đây. Lúc này đệ sống sao? Đệ quay lại liều cũ, đốn củi đổi gạo sinh sống bình an. Đệ vẫn lo cho huynh. Sao huynh được nhà vua tha tội giết Trăng Tinh? Nhà vua tha tội chết với điều kiện lập công chuộc tội. Là sao? Công chúa Quỳnh Nga, người con duy nhất của đức vua, đã bị con đại bàng khổng lồ bắt cóc đi. Nhà vua yêu cầu ta phải cứu được công chúa về mới khỏi tội chết. Em có cách nào cứu công chúa không? Đại bàng khổng lồ nó vừa bay qua đây nè. Em nghĩ cách cứu công chúa. Anh em ta lập công chuộc tội với nhà vua hen. Dạ được. Đệ đã bắn tên trúng một cánh đại bàng. Giờ chúng ta đi theo vết máu, có thể tìm thấy nơi đại bàng giấu công chúa. Tốt quá, tốt quá. Chúng ta đi ngay thôi. Với bản tính chính trực, Thạch Sanh lại tiếp tục tin lời Lý Thông đi giải cứu công chúa, mà không chút hoài nghi về lời nói của người anh kết nghĩa gian trá. Để xuống dụ con đại bàng ấy lên đây đi. Huynh ở trên này mai phục chờ bắt nó. Được, huynh cứ để đệ xuống. Hãy mau thả dây cho em ta xuống cứu công chúa. Dạ. Công chúa có sao không? Thiếp được chàng cứu thì chàng đã là phu quân của thiếp rồi. Thạch Sanh, mau đưa công chúa lên, chúng ta đang đợi. Thạch Sanh, Thạch Sanh còn ở dưới đó, mau mở cửa hàng cho Thạch Sanh. Tráng sĩ, cứu ta với. Tráng sĩ, cứu ta với. Ta là thái tử ở thị cung, bị đại bàng bắt giữ đã lâu. Ta cảm ơn. Đã thắng đại bàng, sao tráng sĩ buồn rầu vậy? Miệng hang bị lấp rồi, giờ không có lối ra. Đừng lo, chúng ta đi tìm nguồn nước. Ta có thể rẽ nước thành đường để thoát khỏi nơi đây. Đồ đốc khá lắm, thật là một anh hùng kiệt xuất hiếm có. Dạ, tạ ơn bệ hạ. Như đã hứa,
ta sẽ gả Quỳnh Nga cho đô đốc Lý Thông. Không, thưa cha, không phải. Người cứu con là Thạch Sanh. Là sao? Quân lính đâu? Ra đây cho ta hỏi. Xin thưa, người kéo công chúa ra khỏi hang chính là đô đốc Lý Thông. Vậy là sao? Còn Thạch Sanh là ai? Dạ thưa bệ hạ, vì thần không rành địa hình ở đó nên có một người dân địa phương tên là Thạch Sanh tình nguyện dẫn đường. Trong lúc thần đánh nhau với quái thú, người ấy cũng có giúp đỡ nên đã hy sinh rồi thưa bệ hạ. Con ơi, con sao vậy? Mau truyền thái y. Sao lại thế được? Con gái, có gì uất ức con cứ nói cha nghe. Tâu bệ hạ, công chúa vừa bị bắt cóc trở về, chấn động tâm lý, đau thương tột độ nên tạm thời không thể nói được. Cần cho công chúa không gian tĩnh tại, vui vẻ thì may ra có thể lành bệnh. Bẩm bệ hạ, còn chuyện hôn sự của thần với công chúa, ta phải quản lại cho đến khi công chúa khỏi bệnh hẳn. Cho truyền các đoạn hát vào cung, ai làm cho công chúa cười nói trở lại sẽ được trọng thưởng. Thạch Sanh, thiếp xin lỗi vì đã không bảo vệ được chàng. Ta muốn mời huynh ở lại nơi này làm quan. Ở đây mà lòng tôi chỉ có quê nhà. Tôi đang định xin thái tử chỉ cách cho tôi về lại chốn xưa. Không giữ được người muốn đi, ta tặng huynh hai vật phẩm quý này, có lúc huynh sẽ cần đến. Thạch Sanh con, thấy con sống mạnh khỏe, ta mừng quá. Lý Thông huynh và công chúa có khỏe không? Hôm cứu công chúa ở hang Đại Bàng, sao con chưa kịp lên thì miệng hang đã bị lấp? Hôm ấy đá lỡ lấp miệng hang, huynh con đã làm mọi cách nhưng không thể cứu con, còn phải đưa công chúa về hoàng cung. Con đừng có trách nó. Nó đã cho người dò la về con khắp nơi. Vừa biết con thoát nạn trở về là nó nhờ mẹ đến thăm và mang quà cho con. Biết huynh ấy và công chúa an toàn là con mừng rồi. Con không cần quà đâu. Con cứ nhận đi. Đó là tình nghĩa huynh đệ bấy lâu. Con đã vì nó giàu sinh ra tử mấy phen rồi. Quả nhiên là tan vật ở đây. Bắt lấy hắn, giả mang các báu vật của phủ đô đốc. Ta không ăn cắp. Những thứ này có người cho ta, các ngươi muốn lấy lại thì mang đi, ta không ăn cắp. Đô đốc lệnh, mau bắt hắn về tra xét. Lý Thông huynh, đệ bị quan, đệ không ăn cắp. Ngươi có công nhận ta là người giết Trăng Tinh cứu dân, giết Đại Bàng cứu công chúa và sẽ làm phò mã không? Sao có thể? Đó là những việc đệ đã làm mà. Vậy để đệ sống, ta không yên tâm được. Ta phải nói chuyện này với công chúa, không thể để công chúa lấy người như huynh. Nhìn lại mình đi, một kẻ mang tội danh ăn cắp thì có thể gặp được công chúa sao? Đàn kêu tích tịch tình ta, ai mang công chúa dưới hàng. Mau mọi người đàn hát kia vào đây cho ta. Dạ. Thì ra Khanh là người đã giết Trăng Tinh cứu dân, giết Đại Bàng cứu công chúa. Người đâu? Để Lý Thông vào đây cho ta, ta sẽ xử tử hắn. Vậy mà nhà ngươi giờ hết công còn vu oan cho Thạch Sanh ăn cắp. Dạ, tâu bệ hạ, xin tha tội chết. Con ơi, một ngày ở cùng nhau cũng là tình nghĩa gia đình. Mẹ sinh con
Tha thứ cho anh con, hãy xử tội mẹ đi con. Thưa đức vua, mẹ con Lý Thông tuy có tội, nhưng thần không muốn lấy quán báo quán. Xin người hãy tha tội chết, cho mẹ con hắn về quê sinh sống, cấm đến hoàng cung. Được, để lời khanh, ta tha cho Lý Thông. Người đâu, truyền lệnh tước chức quan cho Lý Thông về quê. Tạ ơn bệ hạ và công chúa. Cảm ơn thạch sanh. Vua cha, còn chuyện người hứa gả con cho ai có thể cứu con khỏi móng vuốt của đại bàng thì... Con đó, nhớ thương thạch sanh đến á khẩu làm trẫm lo lắng. Bây giờ các con đoàn tụ rồi, ta đâu nỡ ngăn chia. Thưa quan thượng, Lý Thông được tha, mới đi tới sân rồng đã bị sét đánh chết rồi. Người ăn ở gian ác, trời không dung, đất không tha. Vua nước Nam còn thương ta, không gả công chúa Quỳnh Nga cho ta, mà gả cho kẻ đốn củi không cha không mẹ. Tâu bệ hạ, quân lính 18 nước chư hầu đang kéo đến rất đông ở cổng thành ạ. Bọn chúng không lấy được công chúa nên đã muốn gây hấn từ lâu. Nay nghe công chúa lấy thạch sanh nên kéo quân đến xâm lăng đây mà. Xin vua cha chớ lo, hãy để con lo liệu. Thưa các vị, khách đến nhà chí ít chúng tôi cũng trải bữa cơm. Giờ đây có một thách đấu. Rồi. Tôi mời các vị ăn cơm. Nếu ăn hết niêu cơm này thì tôi thua. Bằng không các vị phải trở về vô điều kiện. Nhờ có hai báo vật thái tử ở thủy cung trả ơn, thạch sanh đã đánh đuổi được quân lính 18 nước chư hầu, lần nữa lập công với nhà vua. Sau đó thạch sanh được cưới công chúa và truyền ngôi báo, nước Nam được cảnh thái bình no ấm. Cha mẹ xuống chợ, buổi trưa sẽ đem cơm cho con. Ngày xưa, ở một làng nọ, có hai vợ chồng già không có con cái. Họ cầu xin thánh thần để có một đứa con. Ít lâu sau, người vợ có thai và sinh được một cô con gái. Thế nhưng cô con gái chỉ bé như ngón tay út, vợ chồng đặt tên là nàng Út. Tuy bé xíu, nhưng nàng Út rất chăm chỉ, hiếu thảo, lúc nào cũng tìm cách làm việc để phụ giúp cha mẹ. Thợ săn, chúng ta mau trốn đi. Hôm nay đi săn tệ quá. Hoàng tử đừng vội,
Có khi tại hôm nay trời nóng quá. Người nói ta mới nhớ là đang khát. Quanh đây hẻo lánh. Bẩm hoàng tử, thần chỉ thấy một rẫy dưa, hay là ta hái dưa ăn đỡ? Ngươi đi tìm chủ vườn, xin mua trước hẳn hái, không nên tự ý hái trộm của người ta. Dạ. Anh chàng này là ai vậy? Trâu hả? Một chú trâu. Chủ của mày đâu? Đồ ham ăn. Bẩm hoàng tử, hoàng tử à, thần không tìm thấy chủ vườn. Thần hái một trái ăn đỡ, rồi chúng ta sẽ để tiền lại cho họ. Vậy có vẻ không hay lắm. Hoàng tử đừng có lo, để thần chịu trách nhiệm. Dạ, mời hoàng tử. Quả là dưa ngon ngọt. Chủ vườn này khéo tay quá. Ngươi cũng ăn cùng ta cho vui. Dạ, hoàng tử dùng xong rồi thần mới dám. Ta cho phép. Dạ bẩm tâm hoàng tử, tìm được ngài rồi. Chuyện gì vậy? Dạ bẩm hoàng tử, mau hồi cung, bệ hạ bị ngất xỉu rồi ạ. Cái gì? Người thì đẹp trai, mà ăn uống thì... Hái dưa nhà người ta ăn không trả tiền, mà còn bỏ dở như vậy, phí phạm quá. Phụ quan, phụ quan sao rồi các huynh? Tam đệ, để nói nhỏ một chút đi. Phụ quan đang thiết triều thì té khuỵu xuống. Thấy y nói là phụ quan... Chỉ là một cơn chóng mặt nhẹ thôi. Phụ quan, người khoan hay ngồi dậy? Ngồi dậy. Phụ quan, người cứ nằm đi. Các ngươi đừng rối lên nữa. Ta có làm sao đâu. Bẩm bệ hạ và các hoàng tử, mấy hôm nay người thức khuya lo việc triều chính nhiều quá nên thần khí không thông. Phụ quan, người nên san sẻ việc nước với chúng con để có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Để nói như vậy là đang muốn bảo phụ hoàng nhường ngôi đó sao? Các hoàng huynh đừng nói nữa, để cho cha nghỉ ngơi. Vấn đề biên cương của chúng ta đang rất nghiêm trọng, ta chưa có cách giải quyết. Cha, làm cách nào để chúng ta có thể giữ hòa khí, đừng xảy ra chiến tranh? Giữ hòa khí làm sao được? Chúng ta chinh phạt chúng đi phụ hoàng. Hoàng huynh, đâu phải chuyện gì cũng giải quyết bằng đao kiếm được. Đúng vậy, ta muốn tìm cách vẹn toàn để giải quyết êm đẹp. Ê, phụ hoàng, xin hãy nghỉ ngơi trước đã. Dù gì người cũng có ba anh em tụi con mà. Chúng con sẵn sàng bảo vệ đất nước với bất kỳ giá nào. Chỉ cần ba anh em con đoàn kết thì ta đã yên tâm một nửa rồi. Trời ơi, no quá, đi không nổi nữa. Út à, con đâu rồi? Nghỉ tay ăn trưa nè con. Cha ơi, con ở đây. Khoan đã cha ơi, chắc con không ăn trưa nổi đâu. Con mới ăn gần hết một trái dưa hấu, no quá à. Ăn dưa mau no, nhưng làm việc một chút sẽ đói lại thôi. À, mà nhà mình năm nay dưa có ngọt không con? Dưa ngọt lắm cha, nhưng vì có kẻ đến hái trộm dưa, ăn xong bỏ dở lại, nên con tiếc quá ăn hết. Có người tới trộm dưa sao? Họ có làm gì con không? Con có bị sao không vậy? Con sợ họ nhìn thấy nên đã trốn đi cha ạ. Họ đi rồi con mới chui ra. Con gái cha nhỏ nhưng mà rất thông minh, cha mẹ cầu xin mãi mới có được con đó. Cha mẹ cầu con như thế nào vậy cha? Lúc đó cha mẹ đã lớn tuổi mà chưa có mụn con nào, nên mẹ của con đã đi khắp các đền chùa để cầu tự. Đi hơn cả chục đền miếu để cầu tự rồi. Bà có mệt không?
Không ông à, phải bày tỏ tấm lòng thành thì trời đất mới chấp nhận. Cúi lại thần thánh ban phước cho chúng con một đứa con, trai hay gái gì cũng được, xấu xí hay nhỏ bé cũng được. Vì chúng con ngày một già mà không có tiếng trẻ thơ, thật là hiu quạnh. Thôi con ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi. Mùi đồ ăn mẹ làm thơm quá cha ơi. Cha ơi, con không ăn trứng đâu, mùi khó chịu quá à. Sao vậy? Bình thường con thích ăn trứng lắm mà. Hay là con ăn no quá rồi? Út à, Út, con có sao không? Cha, mẹ. Con nằm xuống nghỉ một chút đi con. Con thấy trong người thế nào? Con không sao đâu mẹ. Sao trong cha mẹ có vẻ buồn vậy? Bộ có chuyện gì hay sao ạ? Con gái à, hồi nãy con ngất xỉu, cha mẹ lo lắng quá nên mời thầy Lan đến khám cho con. Con có bệnh gì không? Sao cha mẹ lo lắng quá vậy? Thầy Lan đến khám, nói con có thai rồi. Cha, mẹ, vậy là sao? Có thai là sao? Là con có một em bé đang lớn lên trong bụng đó. Nhưng mà con, sao con lại có thai được chứ? Cha cũng không hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra được. Con à, giờ chuyện đã rồi, cha mẹ sẽ lo cho con và đứa bé. Cha mẹ cầu tự mới có con, giờ có thêm cháu ngoại, vui còn gì bằng. Biết đâu đứa cháu này cũng chính là thánh thần ban cho nhà của ta thêm ấm áp, bù đắp cho những tháng năm buồn bã trước kia. Nàng Út có thai, tam hoàng tử ở trong cung thì bỗng thấy bồn chồn không yên, như nhớ thương một điều gì đó vô hình mà chính hoàng tử cũng không rõ. Bẩm hoàng tử, xin mời dùng trà. Cả ngày nay hoàng tử không ăn uống gì cả. Người đang lo cho nhà vua sao? Ừ, ta lo lắng là một chuyện, nhưng mà không hiểu sao hôm nay ta cứ bồn chồn không yên, như nhớ thương một ai ở nơi xa mà không rõ. À, hay hoàng tử đã tương tư một cô thôn nữ nào? Thôi, chắc là không có gì. Ta chỉ cảm thấy nhớ cái ruộng dưa đó. Cảm giác ăn dưa sao mà ngọt quá. Nếu hoàng tử muốn ăn dưa thì không thiếu, để thần đi lấy ngay. Không không, ngươi không hiểu được ý ta đâu. Bỏ qua chuyện này đi. Gần đây á, vua cha phải một mình đối mặt với quá nhiều vấn đề, ta vô dụng, không giúp được cái gì hết, nên cũng có chút băn khoăn. Dạ, nhưng hoàng tử không nên tự làm khổ mình. Người phải mạnh khỏe thì mới tính chuyện khác được chứ ạ. Xin người hãy ăn chút gì đó. Một phần ta ăn cũng không thấy ngon miệng. Giờ ăn thì cũng nhớ đến lúc ăn dưa ở vườn đó. Trời ơi, ruộng ấy nhà ai? Tôi phải điều tra, tôi phải trị tội kẻ trồng dưa bỏ bùa hoàng tử. Thôi thôi, ngươi cứ hay làm quá lên à. Ta chỉ có cảm giác rất lạ là hình như ở đó có... Có gì hoàng tử? Hình như là một cô gái nhỏ bé. Không được rồi, lẽ ra tam hoàng tử nên nghĩ đến công chúa của đại quốc thì mới phải. Công chúa Cẩm Tú đang luyện kiếm. Dạ, bẩm công chúa. Miễn lễ. Bẩm công chúa, có tin báo các nước tiểu quốc đang liên minh đe dọa biên cương của nước láng giềng. Điều đó đã nằm trong tính toán của ta cả rồi. Vậy bên nước láng giềng có động tĩnh gì chưa? Bẩm, nghe nói họ cho sứ thần đi các nước để thương nghị hòa bình, nhưng đồng thời cũng gửi sứ sang đại quốc của chúng ta. Vậy cha ta nói thế nào? Đức vua có ý muốn liên minh bằng cách gả công chúa cho tam hoàng tử của nước láng giềng đó. Tốt, tam hoàng tử là người có khả năng kế vị cao hơn hẳn. Lấy được tam hoàng tử, việc sáp nhập hai nước làm một sẽ diễn ra thuận lợi. Đại quốc ta sẽ vừa có binh hùng tướng mạnh, vừa thu được sản vật từ vùng đất màu mỡ của nước láng giềng. Bệ hạ gia lâm. Các khanh bình thân. Tâu bệ hạ và các hoàng tử, năm ngoái các tiểu quốc có ý định liên minh với nhau chống lại chúng ta,
còn đại quốc láng giềng thì không muốn ủng hộ chúng ta. Nhưng sau một năm thần đi sứ các nước, họ đã đồng ý liên kết dựa trên một cuộc hôn nhân. Ta hiểu Y Khanh. Vì vậy, hôm nay ta muốn ra tuyên bố hôn sự của tam hoàng tử. Phải rồi, chỉ còn tam đệ là chưa lập gia đình. Lần này lấy công chúa là nhất đệ rồi đó. Vì các nước đều có công chúa đến tuổi cập kê, nên ta muốn mở một lễ hội kén vợ. Tam hoàng tử sẽ gặp mặt các công chúa đến từ các nước để chọn một người làm vợ. Các khanh thấy thế nào? Bệ hạ anh minh, bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế. Cảm ơn người đã động viên ta. Nhưng cưới xin là chuyện đại sự, ta không muốn lấy một người ta không yêu đâu. Tam đệ, sao đệ lại nói vậy? Công chúa cao quý, ai mà không muốn lấy? Trên đời chắc chỉ có đệ chê thôi. Ba anh em ta chỉ có đệ lấy được công chúa. Thấy vợ của hai ta không? Chỉ là tiểu thư nhà quan tầm thường. Chàng nói thế là đang chê thiếp sao? Đâu có. Vợ của tam đệ mà là công chúa đúng là hơn các nàng, nhưng cũng là em dâu của chúng ta thôi. Đa tạ anh chị đã quan tâm đến đệ. Đệ hiểu trách nhiệm của mình. Chỉ là... trừ phi đệ đã phải lòng người khác, chứ nếu không thì đây hoàn toàn là điều tốt đẹp. Thật à? Cũng có thể lắm. Tam hoàng tử hào hoa phong nhã, văn võ song toàn thế này, thiếu gì các tiểu thư quê các để mắt. Đúng rồi. Biết đâu một ngày nào đó một cô gái xuất hiện cùng đứa trẻ tự xưng là vợ con của tam đệ không chừng. Không có đâu. Anh chị đừng nói quan cho đệ. Trên trời có đám mây xanh, ở giữa mây trắng, chung quanh mây vàng. Ước gì anh lấy được nàng, để anh mua gạch bát tràng về xây. Xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ bán nguyệt ngờ cho nàng rửa chân. Út con, mẹ đem thức ăn đến cho con đây. Mẹ mới đến. Con mau lại ăn cơm đi. Thằng cháu ngoại của bà ngủ rồi sao? Dạ, trộm vía, thằng bé ngoan lắm mẹ ạ. Cực cho con rồi Út ơi. Mẹ thì nhỏ bé, lại phải chăm đứa con to gấp 5 lần mình. Không cực đâu mẹ. May mắn là đứa bé được như người bình thường. Thằng bé kháo khỉnh quá. Mẹ ơi, vừa đã thu hoạch được rồi đó ạ. Vậy thì tốt quá. Nhà vua ban lệnh sẽ mở hội kén vợ cho tam hoàng tử. Nhiều người sẽ đến xem hội đó con. Hay quá. Chúng ta sẽ bán được nhiều dưa. Ngày mai hai cha con đem dưa xuống làng mà bán, để mẹ trông cháu cho. Con sợ đi sẽ gây phiền phức cho cha. Con đừng có nghĩ vậy. Lễ hội đông người, không có ai để ý đâu. Với lại cha con cũng cần có người phụ giúp. Dạo này mẹ già yếu, đi tới đi lui không có tiện. Con xem, mẹ đã may cho con một bộ quần áo mới để đi hội rồi nè. Con cảm ơn mẹ. Con cũng có quà tặng mẹ. Con may áo cho mẹ nè. Mẹ có thích màu này không? Con tự may đây sao? Dạ. Lúc rảnh con không làm gì nên... Con tôi giỏi quá. Mẹ thích lắm. Cải xanh đây, cải xanh đây. Bánh nướng đây, bánh nướng. Cải xanh mới hai đây. Bà con ơi, bánh nướng thơm ngọt đây. Bánh nướng đây, cải mua nướng đây. Cải đi thứ hai. Ngoài mặt áo xanh, bên trong bình đỏ,
quả tuy tròn nhỏ, lại lấy hạt đen, người nếm thử xem, ngọt ơi là ngọt. Chà, lời rau dễ thương quá. Ủa, mà sao không thấy người rau ta? À, có phải tiếng rau từ hàng của ông không vậy? Tiếng dễ thương quá trời, đâu phải ông này. Đúng vậy, chính là tôi đang rau bán dưa cho cha tôi. Chà, trời ơi, người đâu mà nhỏ xíu hà. Ủa, con biết làm trò nữa đây nè. Trời ơi, thiệt là một đứa nhỏ đặc biệt mà. Các công chúa ở đâu mà đông vậy ta? Nghe đâu dự tuyển có gần 20 cô, có nước đưa tới 3 công chúa. Thì tam đệ nổi tiếng đẹp trai, văn võ song toàn, ai mà không muốn lấy? Hơn nữa lại là người thích hợp để kế vị mà. Để nói cái gì? Ta là con trưởng, ngôi vua chừng nào mới tới lượt tam đệ? Thôi hoàng huynh bớt nóng. Huynh nghĩ coi, tuy huynh là con trưởng, nhưng trước giờ tam đệ được cha yêu quý nhất, các quan cũng ủng hộ tam đệ. Giờ ngay cả chuyện cưới vợ cho đệ ấy cũng phải tuyển từ các công chúa của các nước láng giềng. Đệ nói cũng phải. Xem vợ ta chỉ là con tể tướng, vợ đệ chỉ là con của tướng quân, còn tam đệ được chọn người đẹp nhất trong các công chúa. Của hồi môn bên nhà gái và sính lễ phụ hoàng cho tam đệ ắt hẳn cũng bằng một nửa vương quốc à. Vậy thì còn gì cho anh em ta? Không thể như vậy. Vậy huynh muốn làm thế nào? Ta để có cách gì không? Cái gì? Sao giết nó được? Dù gì nó cũng là em ruột của mình mà. Trời ơi, huynh nói cái gì vậy? Ai nói là mình giết tam đệ? Chứ sao? Thì mình cho người giả bộ truy sát, cầm chân tam đệ ở đâu đó vài ngày, không đến kén vợ được. Để làm gì? Trời ơi, thì việc tuyển vợ từ các công chúa xem như hỏng, các chư hầu nổi giận, phụ hoàng sẽ mất mặt vì em ấy, nó sẽ mất cơ hội để được truyền ngôi. À, ta hiểu rồi, đệ thật thông minh. Lấy từng cái này thứ hai mua giùm đi, mua giùm bánh nướng đi chú hai thứ hai. Dạ được. Cha con nhà này từ xứ nào đến đây bán dừa? Đứa con gái ngoại hình bé xíu kỳ lạ, các ông các bà từ xa tới coi chừng bị cha con nói lừa đấy. Dạ được. Không phải như vậy đâu. Cha con tôi là người lương thiện, vợ chồng tôi không có con, cầu khẩn lắm mới sinh được đứa con gái hiếu thảo này đó. Lương thiện, hiếu thảo? Vậy sao không thể làm người bình thường? Mấy người thôi đi, không được bắt nạt con của tôi. Vậy cha con ông có phải là người bình thường không? Đến đây có âm mưu hãm hại ai không? Tại sao ngoại hình con ông nhỏ bé kỳ dị vậy? Các người mau tránh đường. Các người mau đi khỏi đây, không được bán hàng ở đây nữa. Kẻ nào dám ném ta? Dạ, xin ngài tha cho tôi. Kẻ hạ dân hèn kém định ném hai cha con nhà kia, không ngờ lại trúng ngài. Các ngươi làm gì mà tụ tập chặn cổng thành vậy hả? Định gây rối sao? Ngươi là ai? Sao dám khua gươm ở chợ vậy hả? Người đâu? Lôi hắn về xét xử. Ta là cận vệ của công chúa Cẩm Tú từ Đại Quốc đến đây. Ta chính là công chúa Cẩm Tú của Đại Quốc, theo lời mời của nhà vua đến đây cầu thân với tam hoàng tử của đất nước này. Vừa đến cổng thành thì những người này gây rối, không để chúng ta vào. Viên quan này, ngươi nói xem phải xử lý thế nào? Dạ bẩm thần hạ thần. Công chúa Đại Quốc. Công chúa đến mà hạ thần chậm trễ nghênh tiếp, xin thứ tội. Đứng lên đi, đừng dài dòng nữa, mau xử lý chuyện này cho ta còn đến hoàng cung.
dẫn hết đám gây rối này về xét xử cho ta. Dẹp luôn cả xe dưới kia nữa. Út à, đừng con, đừng làm như vậy. Tí Hon, lại đây. Xin công chúa hãy tha tội cho đứa con nhỏ dại của tôi. Tôi đã già, xin hãy xử tội tôi và tha cho con bé. Tí Hon, người dũng cảm lắm. Việc tôi làm tôi chịu. Bọn họ đánh phá việc bán dưa của cha con chúng tôi, nên tôi đáp trả lại thôi. Người cứ phạt tôi mà tha cho cha già của tôi. Được, ngài hãy tha cho hai cha con nhà này, nhưng còn lại phải xử phạt thế nào để đại quốc ta thấy hài lòng đó. Lính đâu, gom hết bọn chúng về công đường, phạt 50 roi cho ta. Xe dưa của hai cha con này cũng xung công luôn. Dạ. Ủa, sao chị đánh của chúng tôi mà tha cho hai cha con đó vậy? Ờ, phải đó. Hai cha con này đúng là xui xẻo mà. Ai dính vào cũng ăn quả. Hãy đi khỏi đi đi. Mau thu dọn hàng, mau lên. Chuyện này không phải gì nữa, mau mau. Ta lệnh cho nhà ông phải đi biệt xứ, không được đến đây nữa. Vì các ngươi, mà xém chút nữa chúng ta đắc tội với đại quốc. Nếu bọn họ nổi giận thì ai gánh nổi hậu quả đi hả? Các ngươi còn không đi, ta sẽ trị tội đó. Hoàng tử à, sao giờ này người còn chưa thay áo ra tiếp các đoàn sứ thần mà còn ngồi ở đây? Người bị mệt sao? Ta không muốn ra đó đâu. Phụ hoàng nói ta lấy ai á thì ta lấy người đó. Không phải bệ hạ cho hoàng tử tự chọn hả? Ở ngoài đó có rất nhiều người xinh đẹp sang trọng quý phái, như là một vườn hoa đủ màu vậy. Cuộc hôn nhân này thật sự chỉ là lấy được người có thế lực mạnh nhất thôi, đâu có phải lấy người ta thích. Cho nên ta đến cho có lệ, chứ đâu có quyết định được gì. Người không có nói vậy được. Là người đích thân tuyển lựa thì mọi người mới tâm phục khẩu phục. Ai? Ha? Người đâu? Có thích khách? Ha? Hoàng tử, khoan đã. Các người mau đuổi theo tam hoàng tử. Chết ta rồi. Mau bẩm báo bệ hạ. Bẩm công chúa, lúc nãy người thích con bé Tí Hon đó sao? Ai cũng bị phạt mà ta lại tha cho một đứa thì mọi người sẽ ghét đứa đó. Thần chưa hiểu. Trông cô ta tuy nhỏ bé nhưng cũng không phải xấu xí. Về nhan sắc, có khi lại là đối thủ của ta đó. Tốt nhất là để cô ta đi khuất mắt ta. Dạ, công chúa thật biết nghĩ sâu xa. Người mặc áo xanh vừa làm rơi thứ gì đó, đem lại đây cho ta. Bẩm công chúa, ngọc bội này không phải tầm thường. Người đó lẽ nào là hoàng tộc? Người âm thầm bám theo, không được ra mặt. Tất cả về báo cáo cho ta. Dạ. Tiểu Luân, ngươi có sao không? Xong nhiệm vụ rồi, chúng ta mau quay về thôi. Để hắn ở đây vậy sao? Không có vấn đề gì đâu, vết thương nhẹ thôi, có thể cầm chân hắn ở đây vài ngày.
Được rồi Tiểu Luân, được rồi. May mà chỉ sượt qua, nhưng mà cũng cần băng bó một chút. Cái chân ta. Bây giờ làm sao về cung được đây? Phía trước có người à. Đi thôi, chúng ta qua đó coi thử có thể xin tá túc một đêm được không. Sao mình lại nhỏ bé thế này? Tại sao mình chỉ đem toàn rắc rối cho cha mẹ? Lẽ nào mình bị trời phạt thật sao? Ôi da. Hò điệp tiên nữ, cuối cùng em cũng tìm được chị. Mừng quá. Bạn là ai? Chị không nhớ em hả? Em là Điệp Nhi, chị từng chăm sóc em trên thiên đình đó, chị nhớ chưa? Phải rồi. Khi chị xuống trần thì không còn nhớ gì chuyện trên thiên đình nữa. Không sao, để em kể lại cho chị nhớ. Dạ, xin mời. Hôm nay vui quá. Điệp Nhi, em mau quay về đi. Đây không phải tiền em có thể vào đâu. Em sẽ hóa thành vòng tay của chị, sẽ không ai biết đâu. Ôi chào, em làm khó chị quá đi. Được rồi, phải ở yên trên tay chị đó, biết chưa? Ôi, mùi rượu hoa mai thơm quá. Con bướm này ở đâu ra vậy? Bẩm Ngọc Hoàng tha tội, đây là Điệp Nhi trong giường của hạ thần. Hay cho Hồ Điệp tiên tử, quản thuộc hạ không nghiêm, làm đổ rượu xuống trần gian, người có biết tội không? Dạ, là lỗi của hạ thần, thần xin chịu mọi hình phạt. Xin Ngọc Hoàng tha tội, là lỗi của con. Người có biết khi rượu thiên đình đổ xuống trần gian sẽ làm chao đảo thế sự, có thể tạo ra chiến tranh, khiến dân tình lầm than hay không? Bẩm Ngọc Hoàng, rượu đã đổ xuống đại quốc, làm đại quốc hùng mạnh lên sẽ đe dọa các nước láng giềng. Vừa hay, ở nước láng giềng có một cặp vợ chồng đang cầu xin con. Hay chúng ta cho Hồ Điệp tiên tử xuống trần làm con của họ, sau này sẽ giúp đỡ triều đình tránh khỏi loạn binh đao. Cũng được, nhưng ngươi phải hóa thành tí hon, bị nhiều khó khăn thử thách, giúp ổn định hòa bình thì mới được trở lại hình dáng cũ. Đội ơn Ngọc Hoàng, hạ thần sẽ giúp sức đền tội. Thưa Ngọc Hoàng, con mới là người phạm luật, xin người cho con đi cùng Hồ Điệp tiên tử ạ. Đương nhiên là ngươi cũng phải chịu tội. Ngươi phải xuống trần gian đi tìm Hồ Điệp tiên tử và giúp nàng ấy vượt qua những thử thách. Mau đi đi. Tạ ơn Ngọc Hoàng. Ngươi tự bay đi tìm đi, ta sẽ không qua phép cho ngươi tới chỗ tiên nữ đầu thai đâu. Đó là hình phạt của ngươi. Thần tuân chỉ. Vậy là em theo dấu những chú bướm dưới trần gian đến đây tìm chị đó. Thật không thể tin được, nhưng chị nhỏ bé như vậy làm sao có thể giúp đất nước này tránh khỏi đao binh? Đã vậy, chị còn có con nữa. Chị có con sao? Đâu, em bé đâu rồi? Tội nghiệp cho cậu. Chủ cậu bị thương sao? Ở đâu? Là anh chàng đó. Này, anh gì ơi? Anh ta xỉu rồi. Mình làm gì đây chị? Điệp Nhi, em ở lại canh chừng, chị đi gọi cha mẹ. Bẩm công chúa. Nói đi. Dạ, công chúa đoán như thần,
Người mặc áo xanh đó chính là Tam Hoàng Tử. Có người truy sát Tam Hoàng Tử sao? Bọn thích khách chỉ đuổi đánh Hoàng Tử bị thương nhẹ rồi bỏ lại trong rừng. Nghe bọn chúng nói chuyện, hình như có người không muốn Tam Hoàng Tử đến buổi kén vợ ngày mai. Hay ho thật. Có kẻ muốn làm bé mặt nhà vua, gây xích mích trong các sứ thần, châm ngòi chiến tranh sao? Hay là... Chiến tranh sao, thưa công chúa? Không, cũng có thể là hạ uy tín của Tam Hoàng Tử, gạt anh ta ra khỏi danh sách thừa kế. Vậy chúng ta còn ở đây làm gì nữa, thưa công chúa? Nếu anh ta không thể làm vua thì chúng ta liên minh có ích gì? Với các tiểu quốc thì đúng là vậy, với chúng ta thì không cần. Chỉ cần lấy Tam Hoàng Tử, đất nước này sẽ sớm thuộc về đại quốc chúng ta. Thần hiểu rồi, thần sẽ đi tìm Hoàng Tử về đây ngay. Chưa cần đâu. Ngươi cứ nghỉ ngơi đi, đợi mai sẽ định liệu. Sao lại khóc? Thấy người lạ cháu sợ hiền sao? Ân nhân lẽ nào không cho ta thấy mặt sao? Nàng có phải là cô bé ở Rẫy Dương một năm trước không? Đúng vậy, chính là tôi. Vì hình dạng nhỏ bé khó coi, sợ người nhìn thấy sẽ chê cười. Ta hứa sẽ không cười cợt, xúc phạm nàng. Hãy cho ta nhìn thấy mặt một lần thôi, để nói lời cảm ơn cứu mạng. Chỉ một lần thôi nha. Tôi không phải người bình thường. Nàng thật là xinh đẹp. Tôi... Người đã thấy mặt rồi, hãy nghỉ ngơi đi. Tôi đi đây. Khoan đã, nàng tên là gì? Tôi tên Út. Vậy tôi gọi nàng là nàng Út có được không? Đa tại nàng Út đã cứu ta, ta có thể làm gì để đáp ơn cho nàng đây? Các người bảo vệ kiểu gì vậy hả? Để thích khách vào cung truy sát Hoàng Tử giữa ban ngày ban mặt. Lại còn biết bao nhiêu khách mời ở đây, lỡ có chuyện gì thì sao? Thần đã không bảo vệ được Hoàng Tử, xin bệ hạ trị tội. Phụ hoàng, con nghĩ cũng không hẳn là tội của cận vệ đâu. Có thể là trong đám sứ thần, biết đâu có thích khách trà trộn. Cũng có thể như vậy. Nhưng ngày mai ta sẽ nói với các nước chư hầu thế nào. Còn công chúa Cẩm Tú của đại quốc nữa. Bây giờ cha chỉ lo nhất là con trai út của cha không biết như thế nào, có an toàn hay không. Không biết nàng ấy đâu rồi. Có phải mình đã mơ không ta? Một cậu bé thật đáng yêu. Sao, con muốn ra ngoài hả? Ừ, cũng được. Chúng ta đi tìm nàng Út ha. Tối qua em hé mắt ra thấy hết rồi. Chàng ta có vẻ thật lòng thích chị đó. Em không được ghẹo chị nha, chị sẽ giận đó. Nhưng chưa hết, em phải nói với chị điều này. Chàng ta chính là... Một mình nàng đã chăm sóc Rẫy Dưa này sao? Chứ sao, ngài thấy chị tôi giỏi không? Một chú bướm lại còn biết nói nữa nè. Sao, con cũng ngạc nhiên với chú bướm đáng yêu này có đúng không? Nàng Út thật khiến ta khâm phục. Ta thấy xấu hổ vì mình to đầu mà không được việc gì hết trơn á. Út à, cha mẹ đã về rồi đây.
cha mẹ đi chợ về sớm vậy à? Vì hôm nay ở chợ không ai buôn bán gì cả. Đúng vậy, ai cũng lo kháo nhau vì việc Tam hoàng tử đã mất tích. Không phải mới mấy hôm trước nhà vua mở hội tuyển vợ cho Tam hoàng tử sao? Vậy mà hôm nay Tam hoàng tử biến mất, mọi người đồn đại nhiều lắm. Thì ra hoàng tử chạy trốn khỏi cung điện. Ngài hãy giải thích về chuyện này đi chứ. Ngài là Tam hoàng tử sao? Nghìn đón Tam hoàng tử, xin lỗi vì chúng tôi không biết nên đã thất lễ. Đây không phải là hoàng cung, không cần đa lễ. Mọi người cứ đứng lên đi, để con được tự nhiên. Mời cha mẹ, mời hoàng tử uống nước. Như vậy là hoàng tử đã bị truy sát nên mới bị thương, chứ không phải trốn việc tuyển vợ hay sao? Thực ra trong lòng con cũng không muốn cuộc hôn nhân sắp đặt như vậy. Sao lại không? Các công chúa chắc hẳn phải xinh đẹp giỏi giang lắm. Chẳng lẽ họ chưa xứng với ngài sao? Ai cũng nghĩ hoàng tử lấy công chúa thì xứng đôi. Nhưng mà thật ra đó cũng chỉ là cuộc trao đổi đất đai và giao ước giữa các nước với nhau. Còn tôi chỉ mơ ước có một gia đình bình thường, vợ chồng yêu thương nhau, chăm sóc con cái, có được đứa con đáng yêu như dưa hấu đây nè. Có vẻ hoàng tử đã khỏe lại rồi, thật là tốt quá. Vậy bà mau bế dưa hấu cho hoàng tử trở về cung đi. Chàng ấy đã khỏe lại rồi, không thể ở đây mãi được. Nhưng mà con... Công chúa của Liễu quốc xin bái kiến. Công chúa của Sa Thủy quốc xin bái kiến. Công chúa của Thi Pha quốc xin bái kiến. Xin bái kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế. Mời các công chúa bình thân. Thưa bệ hạ, chúng thần đại diện quốc gia đến đây trước là để tham quan quý quốc, sau là theo lời mời của bệ hạ đến cầu thân cùng Tam hoàng tử của quý quốc. Đúng vậy thưa bệ hạ, chúng thần thân gái vượt đường xa đến đây cầu thân, nhưng từ hôm qua đến giờ vẫn chưa thấy Tam hoàng tử đâu. Các công chúa hãy khoan bất bình. Tam hoàng tử, ta rất tiếc phải thông báo là Tam hoàng tử đã mất tích từ hôm qua. Mất tích? Hay là cố ý tránh mặt chúng tôi? Vậy là các ngài kêu chúng tôi đến đây là trò đùa thôi sao? Chúng tôi tuy từ những tiểu quốc nhỏ bé, nhưng cũng là cành vàng lá ngọc, không thể chịu mất mặt như vậy. Thưa các công chúa, chúng tôi không hề có ý xúc phạm các nàng, nhưng mà hoàng đệ của chúng tôi, nhất định chúng ta sẽ tìm được đệ ấy về và cho các nàng một câu trả lời vừa ý. Quý quốc nói như vậy là bao lâu? Chẳng lẽ Tam hoàng tử mất tích nửa năm, chúng tôi phải ở đây nửa năm? Tam hoàng tử mất tích vài năm, chúng tôi phải ở đây vài năm sao? Tâu bệ hạ, đây có phải là hành động gây chiến hay không? Tâu phụ hoàng, hai người ban lệnh truy bắt Tam đệ và trị tội, để các công nương đây hài lòng. Đó là hoàng đệ của con mà, con nói như vậy mà nghe được sao? Với lại nó bị bắt đi, chứ có lỗi gì đâu. Bẩm phụ hoàng, bọn họ không tin chúng ta. Thôi thì ta cứ giả vờ sẽ trị tội Tam đệ như vậy, để cho họ bớt giận. Khi nào tìm được đệ ấy rồi hẳn tính. Tâu bệ hạ, xin quý quốc cho chúng tôi câu trả lời trong thời hạn. Đúng vậy, chúng tôi còn phải trở về phục mệnh cố hương nữa. Thần tin là Tam hoàng tử đã gặp rắc rối. Công chúa Cẩm Tú là con gái út được cưng nhất của nhà vua Đại quốc đó. Nghe nói cô ta không những tinh thông cầm kỳ thi họa mà văn võ cũng vào hàng thần đồng của đại quốc, có thể múa kiếm, bắn cung, cái nào cũng giỏi cả. Người như cô ta chỉ cần ngỏ lời là hoàng tử Dương Tôn xếp hàng. Sao phải tới đây vậy? Công chúa Cẩm Tú của đại quốc xin ra mắt bệ hạ. Công chúa Cẩm Tú miễn lễ. Nàng vừa nói vậy là sao? Tâu bệ hạ, hôm qua thấy một bọn người áo đen xông ra khỏi cung, thần đã cho người theo dõi và lượm được cái này. Đây đúng là ngọc bội của Tam hoàng tử. Công chúa đại quốc đã nhặt được vật này, sao còn không cứu người? Đúng đó. Hay cô chính là người bắt cóc?
cô đừng có nói hoàng xiên trên đại điện không có phép tắc gì cả. Xin Cẩm Tú công chúa thứ lỗi. Ta không đôi co với kẻ nông cạn, nên nhớ đây vẫn là một cuộc hôn nhân và tam hoàng tử có tự do lựa chọn. Còn nếu ta có quyền điều khiển thì ta đã không để quá nhiều cô gái đến đây rồi. Tâu bệ hạ, tha lỗi cho chúng thần. Thần tinh vật này thuộc về người có xuất thân cao quý, nhưng vì là khách của quý quốc nên không dám tự tiện hành động. Công chúa nói phải. Vậy vật này công chúa nhặt được ở đâu? Xin dẫn đường để chúng tôi tìm tam hoàng tử. Tâu bệ hạ, chúng thần xin cử người cùng đi tìm tam hoàng tử cùng quý quốc luôn ạ. Thưa phụ hoàng, con thấy để cảm ơn các công chúa đây. Ai tìm được tam hoàng tử thì tam đệ sẽ lấy người đó. Chuyện này... thôi được, ta hứa công chúa nào tìm được tam hoàng tử trước thì ta sẽ tác hợp cho người ấy. Tạ ơn bệ hạ. Chị ơi, có cần phải làm vậy không? Nguy hiểm lắm. Em đừng lo, chị làm suốt đấy mà. Ôi chị ơi, em đỡ được chị rồi. Chị ơi, em không đỡ nổi nữa. Hoàng tử đã đỡ tôi sao? Ta đang tìm nàng, nghe tiếng của Điệp Nhi cho nên ta chạy ra. May mà đỡ kịp hai người á. May quá, cảm ơn hoàng tử cứu mạng. Em sẽ để cho hai người một không gian riêng. Nàng đi đâu vậy? Nàng có sao không? Tôi không sao, tôi hái qua cho kịp. Kịp? Nàng định làm gì để ta giúp nàng? Trà cho hoàng tử đem đi đó. Điệp Nhi. Thật vậy sao? Thì một món quà dân giả để tặng hoàng tử thôi. Ta thấy rất cảm động vì biết nàng cũng quan tâm tới ta. Có quan trọng gì đâu, ngày mai hoàng tử cũng phải về cung lấy vợ rồi, sau này chắc cũng không còn gặp nhau nữa. Bẩm các hoàng tử và công chúa, ở đây quả là có vết ẩu đả khá mới, có vết máu chứng tỏ là có người bị thương. Có thể tam hoàng tử vẫn còn sống và đang ở quanh đây thôi. Cũng được, chúng ta chia ra làm 5 nhóm tìm kiếm tam hoàng tử. Sáng mai chúng ta tập hợp ở đây. Nếu cứu được hoàng tử thì sẽ cùng nhau hộ tống hoàng tử về, có được không? Thưa hoàng tử, tôi hiểu ý của người, nhưng chúng ta sinh ra đều có thân phận và trách nhiệm riêng. Chúng tôi là người dân thì phải lo cày cấy trồng trọt. Người là hoàng tử thì phải bảo vệ đất nước. Bác nói phải, con không thể ở đây trốn tránh trách nhiệm lấy vợ của mình. À, đau. Hoàng tử, người có sao không? Có lẽ là vết thương của con chưa lành hẳn. Xin hai bác hãy niệm tình cho con ở lại hết đêm nay. Ngày mai con sẽ lên đường. Thưa cha mẹ, thôi thì để hoàng tử ở lại thêm một ngày nữa đi ạ. À, ngày mai rồi hẳn lên đường. Thôi được rồi, vậy phiền hoàng tử chịu khó bất tiện thêm một đêm nữa. Công chúa cẩn thận. Cứ bình tĩnh, nhìn kỹ hẳn động thủ, có thể là tam hoàng tử. Cũng có thể là bọn người tiểu quốc muốn lợi dụng cơ hội để hành thích. Công chúa Cẩm Tú xin đừng động thủ, chúng tôi muốn bàn bạc một chuyện. Đại hoàng tử và nhị hoàng tử có gì chỉ giáo? Trước nay đã nghe đồn công chúa Cẩm Tú của đại quốc xinh đẹp, tài trí hơn người, quả thật không sai. Nhị hoàng tử quá khen. Cẩm Tú công chúa liệu có muốn tham gia cùng chúng tôi không? Tôi tin là chúng ta có thể hợp tác cùng có lợi. Hợp tác? Như thế nào? Công chúa đã biết hiện nay trong khu vực chỉ có hai nước chúng ta là mạnh nhất. Nếu chúng tôi có được liên minh với các tiểu quốc thì đại quốc các người sẽ mệt mỏi đó. Vậy hai vị hoàng tử muốn thế nào? Chúng tôi đương nhiên muốn tác hợp cuộc hôn nhân này cho nàng rồi. Chúng tôi cũng được biết nàng rất mến tam đệ của chúng tôi, nên chúng tôi đề nghị được giúp nàng trở thành em dâu của chúng tôi. Đa tạ hai vị hoàng huynh.
Nhưng điều kiện của hai vị là gì? Điều kiện rất đơn giản. Khi nàng lấy được tam đệ, nàng cắt một nửa đất của đại quốc làm quà hồi môn cho chúng tôi. Được, ta đồng ý. Nàng cũng không ngủ được sao? Sáng mai người phải đi rồi, không biết có bao giờ gặp lại hay không. Dù mới biết nhau không lâu, nhưng ta cảm thấy quen nàng từ rất nhiều năm trước. Một cảm giác rất thân quen. Nếu phải rời xa nàng, ta thực sự rất nhớ. Tôi cũng vậy. Nếu phải xa hoàng tử, chắc tôi sẽ rất nhớ. Nếu nàng cũng yêu mến ta, ta sẽ xin cha mẹ nàng và phụ hoàng để lấy nàng làm vợ. Không được đâu. Tôi có con rồi. Tôi lại chẳng phải là công chúa, không thể giúp hoàng tử gì trị nước hay giữ hòa bình. Hoàng tử nên quên chuyện này đi thì hơn. Ta yêu quý dưa hấu như con mình vậy. Dù chỉ mới gặp, nhưng mẹ con nàng đã làm ta thấy hạnh phúc như đã gặp và bên nhau từ lâu lắm rồi. Cả đời này ta chẳng thể yêu ai khác ngoài nàng. Kỳ chị, cha con nhận nhau, gia đình đoàn tụ thì không đến ngần ngại làm gì nữa. Sao có thể như vậy được? Chị và tam hoàng tử đã ăn chung quả dưa hấu và có con với nhau mà không hề hay biết. Ta đã giải thích chuyện này cho tam hoàng tử rồi. Hai người đã được sắp đặt nhân duyên từ trước. Dưa hấu chính là con của tam hoàng tử. Sao có thể vậy được? Chị và tam hoàng tử đã ăn chung quả dưa hấu và có con với nhau mà không hề hay biết. Dưa hấu chính là con của tam hoàng tử. Sao có thể vậy được? Được chứ, vì chị là tiên nữ mà. Mối luân duyên này trời đã định nên mới có sự kỳ diệu như vậy xảy ra. Hoàng tử và dưa hấu là cha con. Thật lòng từ năm ngoái, sau khi ăn dưa ở đây, con về cung mà trong lòng cứ dương vấn khôn nguôi. Đến hôm qua khi được nàng và hai bác đây cứu giúp, nhìn thấy nàng và dưa hấu, con cảm thấy yêu mến lạ thường. Mọi buồn phiền một năm qua của con đều được gỡ bỏ. Con sẽ không lấy ai khác ngoài nàng Út. Ta tin đây là con của ta. Đây thực sự là điều kỳ diệu. Ta tin vào định mệnh. Xin nàng hãy chấp nhận làm vợ ta, để chúng ta cùng nhau chăm sóc dưa hấu và thực hiện sứ mệnh của ta và nàng. Hoàng tử, lỡ như đức vua không đồng ý hoặc các nước khác mất lòng thì phải làm sao? Con sẽ bằng mọi cách bảo vệ mẹ con nàng Út. Cha con tuy là người nghiêm khắc nhưng hiểu lý lẽ. Vua cha không muốn con là người bất nghĩa bỏ rơi vợ con đâu. Chuyện này thật là kỳ lạ quá. Nếu hoàng tử đã nói như vậy thì ý của con thế nào hả? Ta thấy hoàng tử cũng thật lòng với con và dưa hấu. Cha mẹ chỉ muốn con được hạnh phúc, nên nếu như con cũng có cảm tình với hoàng tử thì cha mẹ sẽ đồng ý. Nhưng mà nếu các công nương kia mà biết được về mẹ con chị rồi không tha cho chị thì sao? Lỡ đến lúc đó nhà vua tức giận đuổi hoàng tử về làm thứ dân, đày hai người đi xa thì sao? Chị, thưa cha mẹ, thực lòng con yêu quý hoàng tử, con không đành nhìn chàng chịu khổ một mình. Con sẽ đi với chàng. Cảm ơn nàng, hãy tin ta, ta sẽ bảo vệ mẹ con nàng bằng mọi giá. Cha mẹ chỉ mong hai con sống tốt, hòa thuận với nhau là được rồi. Đừng lo cho cha mẹ. Xin tạ ơn cha mẹ đã cứu con và chăm sóc cho mẹ con nàng Út. Khi mọi chuyện xong xuôi, con hứa sẽ đón cha mẹ vào cung để phụng dưỡng. Trong cung nhiều phép tắc, con phải cố gắng thích nghi. Nhưng nếu không được thì cứ về với cha mẹ nghe con. Dạ. Nàng đang lo lắng chuyện các công chúa sao? Ta nhất định không phụ nàng mà lấy họ đâu.
Không phải, nếu vì hòa bình của đất nước, em sẽ về quê để chàng lấy người khác. Em chỉ sợ vì mẹ con em mà đức vua trách phạt chàng. Nàng yên tâm, ta yêu cả hai mẹ con, ta sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ cả hai. Nếu như cha có phạt thì chúng ta về làm thường dân như cha mẹ nàng, cùng nuôi dạy dưa hấu có được không? Tam hoàng tử, người đây rồi. Cần gì, ngươi đi tìm ta đó sao? Đúng vậy, nhà vua rất lo cho người. Người có sao không vậy? Tam đệ, đệ đây rồi. Hoàng huynh, các huynh cũng đi tìm đệ hả? Ủa, Tam đệ, đệ đang bế con của ai vậy? Đây là con của đệ. Còn đây là thê tử của đệ. Cái gì? Tâu bệ hạ, đây quả thật là một sự sỉ nhục cho các tiểu quốc của chúng thần. Đúng vậy, chúng thần là thân gái dạng dặm đến đây xin cầu thân, mà bây giờ lại thành trò cười cho khắp thiên hạ. Tam hoàng tử bị thích khách bắt đi, thật là bi ai. Hóa ra là đi tìm vợ và con về cung. Bẩm bệ hạ, nếu ngài không có câu trả lời thích đáng, làm hài lòng chúng tôi, thì xin nói chuyện cùng ngài trên chiến trường. Tam hoàng tử, con nói sao vậy? Ở đâu mà lại có đứa bé và cô gái kỳ lạ như vậy? Tự nhận là vợ con của con chứ. Tâu bệ hạ, một năm trước con đã tới vườn dưa của nhà nàng Út và có con với cô ấy. Hôm trước khi bị thích khách truy sát, con được nàng Út cứu sống mới biết được sự tình. Nay xin cha cho con được kết hôn với nàng, cho cha con nhận nhau, gia đình đoàn viên. Con... Bẩm bệ hạ lượng thứ, tự nhiên đứa bé khóc, chắc nó đói. Đứa bé này thật giống Tam hoàng tử. Vậy ra đây là buổi gặp gỡ gia đình đoàn tụ sao? Đại hội nhận gia quyến sao? Đủ rồi, chúng ta không cần đứng đây dư thừa nữa. Tâu bệ hạ, chúng thần không phục và cũng không muốn nghe thêm lời giải thích nữa. Xin mời gặp lại trên chiến trường. Tâu bệ hạ, không chỉ có con với con, nàng Út còn cứu con khi bị thương trong rừng. Vậy xin phụ hoàng hãy thực hiện lời hứa cho con được lấy ân nhân của mình. Bẩm phụ hoàng, không thể được. Người chỉ hứa ban hôn cho công chúa nào cứu được Tam đệ, chứ không hứa cho bất cứ cô gái nào cứu được Tam đệ. Đúng vậy thưa phụ hoàng, vợ của hoàng tử dù gì cũng là con dâu hoàng gia, sao có thể bé xíu như vậy được. Tâu bệ hạ, theo như thần thấy, tình hình quý quốc đang hết sức bất lợi. Việc cô vợ từ trên trời rơi xuống này đã chọc giận các tiểu quốc, và họ sẽ liên minh đánh quý quốc trong nay mai. Đúng vậy thưa cha, theo con thì chúng ta chỉ có thể liên minh với đại quốc thì mới dẹp yên các tiểu quốc được ạ. Tâu bệ hạ, thần vốn ái mộ Tam hoàng tử từ lâu, nên thần có thể bỏ qua việc hôm nay. Chỉ cần thần trở thành vợ duy nhất của Tam hoàng tử thì đại quốc cam đoan sẽ thắt chặt giao hảo với quý quốc mãi mãi. Xin đa tạ ý tốt của công chúa, nhưng tôi xin chỉ lấy nàng Út mà thôi. Ngươi! Xin bệ hạ hãy suy nghĩ về đề nghị của thần. Thần xin cáo lui. Thưa phụ hoàng, nếu Tam đệ đã khăng khăng lấy cô gái này thì cô ta phải chứng tỏ cho chúng ta thấy là cô ta xứng đáng. Các ngươi đã hứa với ta thế nào? Giờ giải quyết chuyện này sao đây? Công chúa bớt giận, chúng tôi đã đấu tranh tới cùng cho nàng, chúng tôi chỉ ủng hộ nàng làm em dâu. Chúng tôi đã nói với vua cha mở cuộc thi tài của vợ các hoàng tử, nếu như chiến thắng thì cô ta mới được công nhận. Cuộc thi à? Đúng rồi, đúng rồi. Dưa hấu, dưa hấu ngoan, ngủ đi nào.
Dưa hấu chịu ngủ rồi sao chàng? Ta không ngờ chăm con nhỏ lại mệt như vậy. Sao chàng không để em ru con ngủ? Nàng đã cực khổ bấy lâu nay rồi, hãy để ta tập làm cha, sau này còn giúp đỡ nàng. Cảm ơn chàng. Mấy món ăn trong này có giúp gì cho nàng không? Không, những món này quá phức tạp và xa lạ với em. Nhưng cha chàng là vua, hẳn đã ăn tất cả những món ngon vật lạ trên đời. Em không biết nên nấu gì để dự thi nữa. Tự nhiên bài trò thi thố làm gì không biết, rõ ràng là để bắt nạt chị mà. Xin lỗi nàng, vì ta mà nàng phải chịu ức hiếp như vậy. Không sao đâu, chúng ta cùng nhau cố gắng là em hạnh phúc rồi. Nàng biết không, những món ăn cầu kỳ tuy ta đã từng ăn, nhưng mà vẫn không bằng những món mà mẹ nàng đã mời ta. Thật sao? Em có ý này, hay là mình thử... Đây là tất cả những món ăn hàng đầu mà chàng tìm được sao? Ta thấy có nhiều món ngon mà. Ngon cái gì mà ngon? Tìm thêm đầu bếp về đây, thiếp sẽ thua mất thôi. Ai cho chàng xin mở cuộc thi ngu ngốc này vậy hả? Ây da! Nè, sao rồi? Người đâu? Vi cá đâu? Hải sâm đâu? Trứng cá tầm đâu? Những nguyên liệu tầm thường này mà cũng đem cho ta nấu à? Các ngươi muốn ta thua cuộc đúng không? Ta bảo người đi thăm dò tam hoàng tử, thế nào rồi? Bẩm nhị hoàng tử, bên đó chỉ thấy đem vào bếp rất nhiều dưa hấu, cũng không biết là làm món gì nữa. Hóa ra cũng đâu có gì đặc biệt, mấy cái món quê mùa. Ê, trời ơi, hoàng tử của tôi, đức tài của ngài mất. Đưa tôi làm cho. Ây da, đức tài của tôi rồi. Đau quá. Được rồi, để ta làm cho. Đây đâu chỉ là việc nấu ăn, còn là việc ta giúp vợ ta, và ý nghĩa hơn nữa đó. Thêm một chút tình thương mến, chút ngọt ngào tình nghĩa gia đình. Mời công chúa Cẩm Tú làm giám khảo cuộc thi này cùng với ta, để kết quả cuộc thi được thuyết phục. Thần rất hân hạnh. Mời công chúa Cẩm Tú làm giám khảo cuộc thi này cùng với ta, để kết quả cuộc thi được thuyết phục. Thần rất hân hạnh. Cuộc thi tài xin được bắt đầu. Xin mời dân món ăn. Thưa phụ hoàng, đây là món nem công chả phụng do vợ của con học từ đầu bếp trứ danh nhất cả nước làm ra. Mặn quá. Thưa phụ hoàng, vợ con vốn là người thích nấu ăn, xin cũng được trổ tài món canh di cá hải sâm trong biển, bổ dưỡng thanh mát. Được hơn đó, nhưng còn hơi nhạt. Thần thấy cũng ngon thưa bệ hạ. Tam hoàng tử, đây là món gì mà trông lạ quá vậy? Dạ, mời phụ hoàng ăn thử rồi con mới nói. Thanh mát, đủ vị, rất ngon. Cũng được thôi.
dám hỏi Tam hoàng tử đây là món gì? Bẩm phụ hoàng và mọi người, đây là gỏi từ vỏ dưa hấu, rất thanh mát và lạ miệng. Để dám cho mọi người ăn vỏ dưa hả? Thật quá quắc mà. Hoàng huynh, cha đâu có nói là đồ ăn phải làm từ nguyên liệu gì. Đúng đúng, ta chỉ nói các con nấu một món ngon cho ta. Món gỏi của nàng Út tuy dân dã nhưng có hương vị của quê hương, rất ngon. Ta tuyên bố nàng Út và Tam hoàng tử thắng phần thi đầu tiên. Cũng thường thôi. Công chúa không ăn nữa thì đưa cho thần. Thần ăn chưa có đã. Ta đã quá xem thường con bé đó. Công chúa à, nhưng nó sẽ thua ở vòng 2 thôi. May áo bào cho nhà vua mà không được đo thì khác gì bó tay chịu trói. Ta vẫn không yên tâm. Con bé đó nhỏ như vậy có thể lẻn đi đo nhà vua. Người mau đưa chim ưng đi thăm dò và phá con bé đó cho ta. Đừng để nó dâng được áo lên đó. Tài huynh hết đó. Hết chuyện thi thố rồi hay sao mà lôi chuyện mấy lông bào ra đây làm chi? Vợ để làm sao mà mấy được? Vợ để cũng thi nấu ăn rồi đó thôi. Vợ ta cũng phải được trổ tài khâu giá chứ. Ai mà ngờ được cha không cho chúng ta đo thì lấy gì mà may đây. Đức vua giá lên. Bái kiến phụ hoàng. Miễn lễ, con mời ta ra đây hóng mát, có chuyện chi đây? Dạ, con mới mua được trà ngon nên mời cha và nhị đệ tới cùng thưởng thức. Bái kiến phụ hoàng. Hoàng Nhi, con có sao không? Dạ, phụ hoàng tha tội, con bị dấp ạ. À, thì ra là vậy. Các con mời ta ra đây để tìm cách lấy số đo từ ta về cho vợ các con mai lông bào, có đúng không? Các con lớn rồi mà còn bày trò gian lận. Ai? Ai đã bày ra trò này? Lát nữa ngươi hãy đi giải quyết con bướm đó cho ta. Đây là rộng vai, đây là chiều dài, đây là cổ. À! Cái gì vậy? Cứu với, cứu với. Ơi, con chim ưng nó đâu rồi? Cậu đuổi nó đi rồi sao? Ôi, mừng quá. Xém chút nữa thì chết rồi. Em cố công lấy số đo của nhà vua cho chị mà hỏng hết rồi. Thôi, em đừng buồn nữa. Đây là luật của cuộc thi nên mình cần nghiêm túc chấp hành. Ngày trước chị may đồ cho cha mẹ chị, chị cũng đâu có đo, cứ án chừng mà cũng chính xác đó. Thật hả chị? Chị giỏi quá. Phép thuật của em có hạn, chỉ có thể giúp chị một chút vậy thôi. Chàng nói phụ hoàng khoai động cỡ nào? Eo là bao nhiêu? Cỡ này nè. Nàng trừ đi ít nhiều thì được mà. Thiếp biết rồi. Thiếp sẽ may rộng một chút để cha thoải mái. Nhanh nhanh tay lên, theo rộng chứ không phải theo dung đâu. Tháo ra theo lại. Ta nhớ là ta đo từ cổ tới chân là... Thiếp chỉ cần chàng ước chừng là có thể may được hoàn chỉnh. Chàng nói nhiều quá. Thiếp biết rồi,
May đồ là sở trường của thiếp mà. Cảm ơn các con và công sức các con đã may áo lông bào cho ta. Nhưng áo của đại hoàng tử quá chật. Vậy mà nói là sở trường không cần số đo, chỉ cần ước lượng. Áo của nhị hoàng tử thì lại quá rộng. Chỉ có áo bào của tam hoàng tử và nàng Út là vừa đẹp, rất hợp ý ta. Đường may cũng rất khéo và kỹ lưỡng, tốt lắm. Qua hai cuộc thi vừa qua, nàng Út đều thắng cả. Hơn nữa, nàng Út cũng đã tỏ rõ bản lĩnh của mình. Ta rất hài lòng khi có người con dâu này. Tâu Phụ Hoàng, người đừng quên về các tiểu quốc sắp tiến đánh chúng ta. Tâu Phụ Dương, tuy là nàng Út kia có tài nấu nướng mấy giá hơn người, nhưng mà vợ của tam hoàng tử là thân phận như thế nào, ít nhất cũng phải có vẻ ngoài dễ coi, cho xứng với ngôi vị mẫu nghi thiên hạ chứ ạ. À? Vậy còn muốn thế nào? Xin Phụ Hoàng cho thi thố sắc đẹp, để cho mọi người thiên hạ đều được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các nàng. Như vậy thì mới tâm phục khẩu phục được ạ. À? Bẩm bệ hạ, thần cho ý kiến của nhị hoàng tử rất phải. Phụ nữ phải có công, dung, ngôn, hạnh. Này, nàng Út đã tỏ rõ tài khéo léo rồi. Nếu nàng ta có thể chinh phục được dung mạo và lời nói, thì thần đây có thua cũng xin tâm phục khẩu phục. Hôm qua tát nước đầu đình, bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen. Em được thì cho anh xin, hay là em để làm tinh trong nhà. Hoàng tử, chàng đã về. Nàng Út hát hay quá, tôi suýt thì ngủ quên mất. Sao chàng có vẻ không vui? Vừa hấu ngủ rồi sao? Ngủ rồi. Hôm nay con rất ngoan, ăn đúng giờ, ngủ cũng rất ngoan. Nè, em mới làm cái này để lăn lên vai rất là thoải mái, đúng không? Chàng thấy sao? Cảm ơn nàng, thoải mái lắm. Nàng không cần phải làm vậy đâu. Từ khi về với ta, nàng đã chịu nhiều vất vả. Ta thấy có lỗi với nàng quá. Chàng đừng nói vậy. Chúng ta đồng lòng mà. Em muốn là một người vợ chu đáo, bù lại cho chàng những thiệt thòi phải chịu khi lấy một người vợ như em. Không, nàng là người vợ tốt nhất của ta. Thời gian qua ta rất khâm phục nàng. Dù có khó khăn cũng vẫn lạc quan không lùi bước. Có nàng và Dư Hấu ở bên, ta thấy được động viên và được bình yên hẳn. Vậy bây giờ cho em biết có chuyện gì được chưa? Nghe cận vệ báo là áo bào của chúng ta đã thắng rồi mà. Sao chàng lại buồn? Hai hoàng huynh của ta đòi phải thi sắc đẹp nữa. Phụ hoàng đứng trước áp lực của Cẩm Tú và triều thần cũng phải đồng ý rồi. Ta không muốn nàng bị đem đi trêu ghẹo nên buồn bực trong lòng. Hey, thật là bắt nạt người ta quá mà. Nếu chỉ còn là hồ điệp tiên tử trên thiên đình thì chẳng có sắc đẹp nào trên thế gian này bị kịp đâu. Thật sao? Đa tạ Cẩm Tú công chúa đã gây áp lực với phụ hoàng để nói giúp cho chúng tôi. Công chúa yên tâm, chúng tôi nhất định chỉ nhận nàng làm em dâu. Chúng tôi tự tin cuộc thi sắc đẹp ngày mai không thể nào thua con bé đó được đâu. Chúng tôi hết sức giúp nàng, mong nàng hãy nhớ lời hứa với chúng tôi. Vậy thì chúng ta hãy ký giao kèo đi. Giấy trắng mực đen vẫn hơn. Sao hả? Không dám ký với ta sao? Các huynh tin ta sẽ không làm trái với lời hứa của chúng ta thật sao? Được rồi, chúng tôi sẽ ký. Nhưng mà nàng phải giữ bí mật giao ước này đó. Đương nhiên. Hẹn đại tỷ ngày mai nha. Nhớ đem hết trang sức ra nha tỷ. Muội cứ yên tâm, ta sẽ không phụ lòng muội đâu. Công chúa, người thật sự sẽ cắt nửa đại quốc do bọn tham lam bất tài đó sao? Ta đâu phải đồ ngốc. Tờ giao ước này là bằng chứng phản nghịch của bọn chúng, sẽ giúp ta loại bỏ bọn chúng sau khi kết hôn với tam hoàng tử. Vậy là chỉ còn chúng ta thống trị cả hai nước.
công chúa anh minh. Nhưng ta có linh cảm không hay vào ngày mai. Ngươi mau đi bắt cóc nàng Út đem về đây cho ta. Sau đó bí mật trở về đại quốc, xin đem quân tấn công đến đây. Ngoại công nội kích, chúng ta thắng như trở bàn tay. Công chúa, thần chưa hiểu. Chỉ là để đề phòng thôi. Ngươi âm thầm dẫn binh đến mai phục, đợi tin của ta. Thần tuân chỉ. Nàng lại lo chuyện ngày mai sao? Dạ, em lo lắng lắm. Mai dù em thắng hay thua thì công chúa Cẩm Tú cũng sẽ kiếm cớ đánh vào nước ta. Tất cả sẽ là lỗi ở em. Sứ mệnh của chúng ta thật lớn lao. Em thấy quá sức của em và chàng. Hay là chàng chấp nhận? Ta chỉ chấp nhận làm chồng của nàng, làm cha của Dư Hấu và bảo vệ đất nước này. Ngoài ra, ta không chấp nhận khuất phục những kẻ xấu xa ngoài kia. Chúng ta là người đứng về lẽ phải, nhất định chúng ta sẽ thắng. Nếu vậy, mẹ con em quyết đi cùng chàng. Để ta dỗ con cho. Dư Hấu của cha, sao lại khóc rồi con? Cầu xin trời đất hiển linh, xin cho con biết ngày mai con phải làm thế nào đây. Cứu với hoàng tử, cứu em. Tôi thấy rồi, chính là con chim ưng hôm trước đã tấn công tôi. Trời ơi, nàng Út bị bắt đi rồi. Hả? Không hay rồi hoàng tử ơi. Con chim ưng đó hình như là của Cẩm Tú công chúa. Bẩm công chúa, mọi việc đã xong. Đừng trách ta, trên đời này chỉ có Tam hoàng tử mới xứng với Cẩm Tú ta. Cũng chỉ có ta mới đem lại hòa bình thịnh vượng cho hai nước mà thôi. Ngươi hãy lui đi, cứ theo kế hoạch mà làm. Ngươi canh chừng chiếc hộp này. Bất cứ ai ngoài ta lại gần hoặc chui ra từ chiếc hộp đều tùy ý hạ sát. Hoàng tử, tôi không thấy nàng Út, nhưng có thấy con chim ưng đang canh giữ một cái làm phủ khăn đỏ. Có thể chúng đang giam giữ chị tôi trong đó. Cô ta không hề ra khỏi phòng, làm sao chúng ta cứu nàng ấy ra được? Thằng đã dò hỏi biết được tên cận vệ của công chúa Cẩm Tú đã xuất cung từ đêm qua, đi đâu không rõ, vẫn chưa trở về nữa. Như vậy ta phải dụ Cẩm Tú ra ngoài. Mọi người hãy cố gắng cứu nàng Út, đưa đến đại điện để dự thi cho kịp nha. Thần tuân chỉ. Xin chào công chúa Cẩm Tú, có thể mời nàng đi dạo cùng ta một lát trước khi lên đại điện không? Chào Tam hoàng tử, thật hân hạnh được hoàng tử mời. Đương nhiên là ta đồng ý. Sắp đến giờ cuộc thi sắc đẹp diễn ra, sao hoàng tử lại có thời gian rảnh rỗi đến gặp ta vậy? Trước là ta muốn đến hỏi thăm công chúa, vì từ khi nàng đến ta vẫn chưa chào hỏi. Còn việc thứ hai là gì? Xin nàng hãy lui binh về đại quốc. Ta không thể cưới nàng được, ta chỉ lấy nàng Út thôi. Tình cảm của hai người thật đáng ngưỡng mộ, nhưng chàng có nghĩ đến số phận của quốc gia không? Có trộm, có trộm. Trong phòng công chúa có trộm. Bắt lấy nó, bắt lấy nó. Ta sẵn sàng ra trận để bảo vệ quốc gia, và ta cũng phải bảo vệ gia đình bé nhỏ của ta. Thật tiếc, ta và chàng đều là hai người tài hoa và yêu nước. Ta rất mến mộ chàng. Nếu chúng ta kết hợp với nhau thì hai nước sẽ mạnh chưa từng thấy. Đáng đời nhà ngươi, năm lần bảy lượt muốn ăn thịt ta. Cái gì đây? Ta không tham vọng như nàng. Ta nghĩ nàng có những kế hoạch lớn hơn ngoài việc đi cầu thân với ta. Nếu chàng nghĩ vậy, chúng ta không còn gì để nói. Gặp nhau trên đại điện. Không biết bọn họ đã cứu được nàng Út chưa? Phần thi thứ ba xin được phép bắt đầu. Xin mời phu nhân của đại hoàng tử. Xin mời phu nhân của nhị hoàng tử.
Và xin mời nàng Út. Rõ ràng là nơi phần thi của nàng Út rồi chứ mà. Út đâu thấy vậy? Không lẽ cô ta bỏ cuộc rồi sao? Nhâm thì không lại rồi bỏ cuộc chứ gì. Sao bỏ cuộc được? Sự ghét ảo quá. Cảm ơn Tiểu Lương. Trời đất ơi, đẹp quá trời đẹp luôn hả? Kìa. Trời ơi. Trời chiến quá trời chiến. Cái gì vậy? Có gì gì? Trời đất ơi. Có thấy trong đời luôn đó nghe. Trời ơi. Nàng U! Người dám mưu sát vợ ta! Thì sao? Thưa bệ hạ, con là nàng Út, đã được trời thương ban cho hình hài như trước, xin ra mắt bệ hạ và mọi người. Ta miễn lễ, tạ ơn trời đất đã ban cho ta người con dâu Út vừa khéo léo nữ công vừa xinh đẹp như vậy. Ta tuyên bố nàng Út thắng cuộc. Nàng là nàng Út đó sao? Tâu bệ hạ, quân của các tiểu quốc và quân của các đại quốc đang tiến về kinh thành của chúng ta rất đông. Cái gì? Chính là ngươi. Đúng vậy. Nếu ta không có được vàng thì không ai có được hết. Hoàng tử, cẩn thận! Sao mà tiếng đàn nghe hay dữ vậy nè. Trời, tôi nhớ nhà quá. Nhớ cha nhớ mẹ quá. Tại sao lại đi xâm lược nước khác? Tôi muốn về nhà. Là lỗi của ta. Ta đã sai rồi. Ta không nên ép buộc mọi người để thực hiện mộng bá chủ, gây thù hận lẫn chiến tranh. Ta nhớ cha ta quá. Công chúa Cẩm Tú, ta biết cô cũng chỉ vì quốc gia của mình. Ta không trách tội cô đâu. Cô biết lỗi rồi thì hãy cho lui binh, vì hòa bình ấm no của dân chúng cả hai nước. Tạ ơn bệ hạ tha thứ cho những hành động cao ngạo của thần. Thời gian qua được quý quốc đãi ngộ rất nồng hậu, thể hiện hòa khí. Thần xin hứa sẽ tâu với phụ hoàng, thắt chặt giao hảo của hai nước hơn nữa. Cảm tạ công chúa. Tâu bệ hạ, thần còn một chuyện cần tấu. Hả? Cái gì đấy? Thực ra thần lún sâu vào tham vọng thôn tính quý quốc là do hai anh trai của Tam hoàng tử đã hứa với thần sẽ cùng thần chia lại giang sơn nếu thần kết hôn với Tam hoàng tử. Cái gì? Cô nói dối, làm gì có chuyện đó. Tâu bệ hạ, thần có bằng chứng cho thấy lời của công chúa Cẩm Tú là đúng. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử, các con giải thích sau đây hả?
Dạ, dạ xin phụ hoàng tha cho chúng con. Chúng con lỡ dại tham lam. Chúng con lỡ dại tham lam thưa phụ hoàng. Các con, đây là làm phản, âm mưu hại ta, ép em trai của các con đó. Dạ, chúng con biết tội. Thưa phụ hoàng, xin cha tha thứ cho hai hoàng huynh. Con tin là họ chỉ nhất thời nghĩ không thông. Dù gì, cũng là người trong nhà. Xin cha hãy nể tình hai anh em trước nay, cũng hiếu thảo mà nương tay. Cũng nhờ những lúc hoạn nạn, con mới tìm thấy được định mệnh của đời mình, gặp gỡ và nên duyên cùng nàng Út. Trải qua muôn vàn thử thách, mới có được sự yên bình, hạnh phúc như hôm nay. Được rồi, ta tuyên bố nàng Út vừa có tài, vừa có đức. Không quản gian khổ và thử thách, chứng tỏ mình xứng đáng với tam hoàng tử. Ta phong cho tam hoàng tử làm thái tử, sẽ là người kế vị ta. Còn nàng Út làm thái tử phi. Còn đối với đại hoàng tử và nhị hoàng tử, ta phế làm thứ dân, đi khỏi kinh thành, không bao giờ được tham gia triều chính nữa. Tạ ơn phụ hoàng, tạ ơn bệ hạ. Thế là quân giặc của các nước chư hầu rút binh, các anh trai của hoàng tử phải rời khỏi kinh thành, còn gia đình hoàng tử và nàng Út sống hạnh phúc bên nhau, hưởng cảnh thái bình cùng đất nước.